Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 82. Máu trong cơ thể anh sôi trào, trái tim không ngừng đập loạn. Có xúc động muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhóc, ổn định tâm thần, đừng để bị ảnh hưởng tới. Cùng lúc đó, đám người Chu Nhược Giai, Lê Mộng Ly được đưa tới cửa chính của Học viện Viễn Cổ. Người Học viện Viễn Cổ, giao Diệp Bắc Minh ra đây cho tôi. Diệp Giao bước một bước lên trước, quát lạnh một tiếng. Tôi chỉ cho các người một giờ, nếu hết thời gian mà tôi không thấy được người. Đầu của bốn người này sẽ toàn bộ rơi xuống đất, một lão già tiến lên trước. Đè ép bốn người Chu Nhược Giai, Lê Mộng Ly, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình quỳ trên mặt đất. Mấy người Phó Toàn Thịnh cũng chạy tới, hai mắt đỏ bừng, nếu hôm nay Học viện Viễn Cổ không cho nhà họ Phó tôi một câu trả lời hài lòng, giao ra hung thủ giết người. Hôm nay, nhà họ Phó nhất định san bằng Học viện Viễn Cổ. Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên nghi ngờ lao ra ngoài, nhà họ Diệp. Nhà họ Phó, chuyện gì xảy ra vậy? Đôi mắt Phó Toàn Thịnh đỏ bừng nhìn chăm chăm Vương Thần Cương, Viện trưởng Vương, vậy phải tự hỏi Học viện Viễn Cổ các người. Lão Phu đã điều tra rõ ràng, thằng chó đẻ tên Diệp Bắc Minh kia chính là người của Học viện Viễn Cổ các người. Cậu ta không những giết con trai Phó Tiểu Long của tôi, ngay cả con trai trưởng duy nhất Phó Long Đình cũng chết dưới tay cậu ta. Cái gì, Phó Long Đình chết rồi? Chính là đệ nhất huyền bảng Phó Long Đình kia hả? Phó Long Đình bị Diệp Bắc Minh giết chết, thế chẳng phải là nói Diệp Bắc Minh còn lợi hại hơn đệ nhất huyền bảng? Học sinh Học viện Viễn Cổ khiếp sợ nói. Vương Thần Cương giật mình, cái gì? Thằng nhóc Diệp giết hạng nhất huyền bảng. Không thể nào. Kiếm Phá Thiên cố nén cười to, suýt chút nữa cười ra tiếng. Thấy cảnh tượng này, Phó Toàn Thịnh hoàn toàn nổi giận, các người có ý gì? Con trai tôi chết mà các người còn cười ra tiếng được. Vương Thần Cương lắc đầu, anh Phó, chiến đấu giữa những người trẻ tuổi có sống có chết là chuyện rất bình. Thường. Nếu đệ tử Học viện Viễn Cổ tôi đánh nhỏ, già đầu như các, ông lại tìm tới cửa. Vậy chẳng phải toàn bộ huyền giới sẽ lộn xộn? Kiếm Phá Thiên gật đầu, chính xác, thân là người tu võ, phải giảng võ đức. Phó Toàn Thịnh cực kỳ muốn chửi thề. Con trai tôi đã chết rồi, ông còn nói võ đức với tôi. Đôi mắt ông ta đỏ bừng, ông. Phó tiền bối, chờ chút đã. Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng nói. Phó Toàn Thịnh quay đầu, phát hiện Diệp Giao, cháu có chuyện gì? Chú Phó, có thể nghe một câu của tôi không? Diệp Giao mở miệng. Phó Toàn Thịnh khẽ suy tư, gật đầu, cháu nói đi. Diệp Giao dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mọi người của Học viện Viễn Cổ, cánh tay của em trai tôi bị Diệp Bắc Minh hủy đi. Chẳng phải Học viện Viễn Cổ muốn giảng võ đức sao? Được. Năm nay Diệp Giao tôi 78 tuổi, hôm nay tôi lên đài võ đạo. Khiêu chiến tất cả đệ tử dưới 100 tuổi của Học viện Viễn Cổ. Trên đài võ đạo, vừa phân thắng bại, vừa quyết sinh tử. Đương nhiên, nếu người Học viện Viễn Cổ các người sợ hãi cũng không sao cả, chỉ cần mấy người viện trưởng nhận lỗi trước mặt mọi người. Thừa nhận Học viện Viễn Cổ không bằng nhà họ Diệp, nhà họ Phó, đồng thời giao ra Diệp Bắc Minh tùy ý chúng tôi xử lý là được. Diệp Giao cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên. Cô ta nhảy lên một đài võ đạo trước cửa lớn Học viện Viễn Cổ, đảo mắt nhìn mấy trăm ngàn đệ tử, các phế vật của Học viện Viễn Cổ, ai tới tìm cái chết. Cô ta vừa dứt lời. Tất cả học sinh Học viện Viễn Cổ đều nổi giận. Tượng đất còn có ba phần nóng tính, đừng nói là những người trẻ tuổi với một trái tim nóng hổi. Bảo viện trưởng nhận sai, cô cũng xứng. Cô coi Học viện Viễn Cổ là nơi nào? Học viện Viễn Cổ không thể bị sỉ nhục. Các học sinh Học viện Viễn Cổ sôi nổi gào thét. Một thanh niên sải bước ra, vững vàng đứng trên đài võ đạo, cô thật ngông cuồng, nơi này là Học viện Viễn Cổ. Người nhục nhã Học viện Viễn Cổ, chết. Lâm Tam Tuyệt tôi bảo điểm khiến cô biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Tam Tuyệt, xếp hạng thứ 7 Học viện Viễn Cổ. Một tay kiếm kỹ xuất thần nhập hóa. Lâm Sư Huynh, hung hăng dạy dỗ cô ta. Lâm Sư Huynh, đánh đến cô ta quỳ xuống đất chịu phục. Dưới đài võ đạo, đám học sinh gắt gao nhìn chăm chăm trên đài. Diệp Giao nghiền ngẫm, Lâm Tam Tuyệt, cao thủ sử dụng kiếm. Tôi dùng tay không đón đỡ kiếm của cậu, cậu có thể chạm tới một sợi tóc của tôi thì coi như tôi thua. Khuôn mặt Lâm Tam Tuyệt kìm nén đến đỏ bừng, cuồng vọng, muốn chết. Suốt!
Cổ tay nhẹ chuyển, trường kiếm ra khỏi vỏ. Sau lưng Lâm Tam Tuyệt bộc phát ra hư ảnh của một con giao long, mang theo âm thanh phá không đánh úp về phía Diệp Giao. Mũi chân Diệp Giao nhẹ điểm, dễ dàng né tránh kiếm thứ nhất. Lâm Tam Tuyệt không chút do dự chém ra kiếm thứ hai, cuốn lên một trận gió mạnh trên đài võ đạo. Diệp Giao lắc mình tránh đi kiếm thứ hai, chỉ thế này. Hai kiếm đánh hụt, khiến Lâm Tam Tuyệt bốc lên cơn giận, Tam Tuyệt kiếm khí. Gầm lên một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dâng trào, chém ra một kiếm, nhưng lại chia thành ba đạo kiếm khí trên không trung. Trong nháy mắt khóa kín tất cả đường lui của Diệp Giao. Lần này Diệp Giao không tránh né, mà giẫm chân một cái. Ong! Một dòng khí mạnh mẽ ngưng tụ lại, tạo thành bức tường khí lấp kín trước người cô ta. Am, ầm, âm, ba đạo kiếm khí rơi xuống bức tường khí, gợn sóng tản ra. Không động đến một sợi tóc của Diệp Giao, không thể lay động. Đài võ đạo yên tĩnh lại. Lâm Tam Tuyệt xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, anh ta thế mà thoát. Diệp Giao nghiền ngẫm nhìn xuống, thiên tài học viện viễn cổ. Chỉ vậy hả? Hiện tại đến lượt tôi. Năm ngón tay cô ta khế trụng lại, một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Thân thể Lâm Tam Tuyệt không thể khống chế, bay về phía Diệp Giao. Anh ta vô cùng sợ hãi, vội vàng vung trường kiếm đánh trả, nhưng bị Diệp Giao tùy tay hóa giải. Cổ họng ngạt thở, năm ngón tay của Diệp Giao bóp lấy yết hầu anh ta. Răng rắc giòn vang, Lâm Tam Tuyệt bị bóp nát yết hầu. Lâm sư huynh, đám người dưới đài võ đạo hô lên kinh ngạc. Vương Thần Cương cần răng, gầm lên, cô Diệp, cô. So tài trên đài võ đạo, sao cô lại giết người? Diệp Giao mỉm cười, bản cô nương từng nói rồi, trên đài võ đạo vừa phân thẳng bại, cũng quyết sinh tử. Không phải viện trưởng Vương nói phải giảng võ đức sao? Nhà họ Diệp tôi giảng võ đức rồi đấy. Diệp Bắc Minh có thể giết chết Phó Long Đình, cũng có thể phế đi một cánh tay của em trai tôi. Trên đài võ đạo, tôi giết một đệ tử của học viện viễn cổ. Các người, còn dùng thủ đoạn công bằng công chính, có vấn đề gì không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hay. Phó Toàn Thịnh bỗng nhiên vung mạnh tay, năm ngón tay hung hăng siết lại, nói quá hay. Một hơi ác khí trong lòng ông ta cuối cùng cũng được xả ra ba phần. Diệp Mục đỏ hốc mắt chị nói làm lời thừa với bọn chúng làm gì. Mau tìm ra tên phế vật kia, anh ta phế đi một cánh tay của Imo. Em muốn tận mắt nhìn thấy chị đánh chết tươi anh ta. Diệp Giao gật gật đầu, nhìn khắp bốn phía, Diệp Bắc Minh vẫn chưa ra sao. Tiếp tục làm rùa đen rụt đầu. Nếu đã vậy, tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến. Nói xong, cô ta dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía. Vương Thần Cương, viện trưởng Vương, mấy bậc tiền bối các. Người quỳ xuống dập đầu nhận thua. Hay là để tên rùa đen rụt đầu Diệp Bắc Minh kia cút ra đây. Có lẽ, ha ha. Tiếp tục phái người đi tìm cái chết. Cô ta vừa dứt lời, mọi người học viện viễn cổ dưới đài võ đạo nghiến răng nghiến lợi. Đù, đù, đù mệt. Ai nấy cũng hận không thể xông lên trực tiếp xé nát Diệp. Đều. Quá kiêu ngạo. Quá đáng giận. Diệp Giao nhìn xuống mọi người, chỉ biết gào thét một cách vô dụng thôi hả, không một ai dám đi lên. Xem ra người học viện viễn cổ đều là một đám hèn nhát. Đùi tôi lên, một thanh niên gào thét, xoay người xông lên đài võ đạo. Diệp Giao nhảy ra một bước, bàn tay thon dài giáng từ trên trời xuống. Ầm, thanh niên vừa xông lên đài võ đạo lập tức nổ tung đầu, thân thể lăn xuống đài võ đạo. Kế tiếp, Diệp Giao ngoắc ngón tay. Tôi tới. Vù, một cô gái xông lên đài võ đạo. Diệp Giao đá ra một chân, trực tiếp đạp bay cô nàng ra ngoài. Hung hăng nện xuống đài võ đạo, đan điền và trái tim nổ tung. Vương sư tỷ, dưới đài vang lên hàng loạt tiếng hô bi phản. Diệp Giao bấn cợt, còn ai nữa không? Mới thế đã sợ. Đù, học viện viễn cổ không có kẻ khiếp nhược, một chàng trai vạm vỡ cao 2 mét gầm lên, xông tới đài võ đạo. Chưa tới 3 chiêu, đã bị Diệp Giao đánh gãy xương cốt khắp người. Thê thảm nằm dạp trên mặt đất. Cô ta giẫm một chân lên đầu anh chàng, cầu xin tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Nịt con mẹ mày, ông đây chết cũng sẽ không cầu xin côi, anh chàng vạm vỡ gào thét. Ồ, vậy cậu đi chết đi. Cô ta mạnh bạo giẫm một chân xuống, đầu óc văng tung tóe.
Diệp Dao đá thi thể bay ra ngoài, chỉ cái này. Xem ra một đám các người đều là phế vật. A, à, dưới đài võ đạo, người học viện viễn cổ gần như phát điên, từng người bay lên đài võ đạo như điên dại. Ngắn ngủi 15 phút đã ngã xuống mười mấy người. Phó Toàn Thịnh kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, được, giết hay lắm. Thằng chó đẻ Diệp Bắc Minh không ra, chúng ta giết đến bao giờ anh ta ra rồi mới thôi. Vương Thần Cương nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, đôi mắt như có thể nhỏ ra máu, nhóc Diệp đâu. Đám Kiếm Phá Thiên và Trương Tuyệt Long lắc đầu, đã liên lạc rồi, nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Vương Thần Cương cần răng, không được, nếu tiếp tục như vậy, các học sinh sẽ chịu không nổi kích thích. Lần lượt đi lên chịu chết. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn quỳ xuống? Đại diện học viện viễn cổ nhận thua sao? Giờ phút này, chỗ sâu trong địa hỏa các. Ầm ầm, một tia chớp màu đỏ đánh tới, Diệp Bắc Minh nhảy lên né tránh. Vách đá sau lưng anh ầm ầm nổ tung, lỗ hổng cháy đen. Anh không kịp thở phào một cái, lại là mấy chục tia chớp đánh xuống. Phá cho tôi. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, kiếm càn khôn chấn ngục quét ngang. Trong nháy mắt, mấy chục tia chớp mai một, kiếm khí rơi xuống một cánh cửa cách đó mấy chục mét. Loảng xoảng một tiếng cực lớn, cửa đá nổ tung. Đã là trận pháp thứ 9 rồi, mình đã trễ mất một tiếng. Khuôn mặt Bắc Minh rất khó coi, còn tiếp tục như vậy nữa, tất cả sẽ trễ mất. Nghĩ tới đây, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục, hung hăng đâm một kiếm xuống đất. Tiếng âm long trời lở đất vang lên, mặt đất dưới chân anh vỡ ra một vết nứt. Phù văn rậm rạp trăng chịt lấp lóe. Mở. Diệp Bắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đánh một kiếm xuống những phù văn này. Một con huyết long đột nhiên xông ra, tất cả phù văn dưới đất đều hóa thành mảnh vụn. Lộ ra tầng không gian tiếp theo. Anh không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống một tầng. Lặp lại chiêu cũ. Sau khi liên tục phá tan mặt đất tầng 4 tầng 5, Diệp Bắc Minh thở phì phò, trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, nhóc, giữa các tầng của địa hỏa các đều chịu sức mạnh của phù văn ngăn cách. Cậu mạnh mẽ phá tan những phù văn này như vậy, đừng có chưa tìm được trăm vị sư phụ của cậu. Cậu đã chết trước vì khô kiệt chân nguyên. Trong mắt Diệp Bắc Minh tràn đầy tơ máu, tiểu tháp, tôi không quan tâm được nhiều như vậy. Tôi không biết còn có bao nhiêu tầng trận pháp, nếu cứ tiếp tục đột phá từng tầng một. Đợi đến khi tôi tìm được sư phụ, hết thảy đã trễ rồi. Nói xong, Diệp Bắc Minh giơ kiếm càn khôn chấn ngục. Lên, hung hăng đâm một kiếm xuống đất. Chỗ sâu nhất của địa hỏa các, dư thiên trung đổ chất lỏng cỏ u minh đã xử lý xong vào trong khe rãnh của đàn tế. Trong chốc lát, máu tươi của trăm vị sư phụ Diệp Bắc Minh tụ hợp lại một chỗ. Ong! Toàn bộ đàn tế bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu, vô cùng chói mắt. Dư thiên trung kích động tốt, 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 xếp thành công rồi. Đột nhiên, một phiến đá sau lưng ông ta khẽ chấn động, trên đó hiện ra một cái bóng. Trong hình, một người đàn ông cầm một thanh trường kiếm màu đen phong cách cổ xưa trong tay. Một kiếm hung hăng rơi xuống, phòng ngự phù văn dưới đất hoàn toàn sụp đổ. Này! Dư thiên trung suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, trong mắt như muốn chừng rớt ra ngoài, làm sao có thể? Thằng này thế mà có thể phá vỡ các chằn nằm giữa các tầng của địa hỏa các. Còn tiếp tục như vậy, nhiều nhất là 15 phút, cậu ta liền có thể tiến vào nơi này. Nhưng... muốn luyện thành luân hồi tái tạo đan cần tối thiểu một giờ. Nghĩ tới đây, Dư Thiên Trung bất chấp tất cả, không được. Anh trực tiếp nhảy lên đàn tế, bước tới trước người một vị sư phụ của Diệp Bắc Minh. Con người đỏ lên, trong tay ông ta nhiều thêm một chiếc. Dao găm, phải tăng tốc độ lấy máu. Dư Thiên Trung cắt đứt hiết hầu của một sư phụ, máu tươi phun ra ngoài. Một lượng lớn máu tươi phun ra đàn tế. Lực lượng trong đàn tế mạnh hơn mấy phần. Dư Thiên Trung mừng rỡ, có hiệu quả. Ông ta lại liên tục cắt vỡ yết hầu hơn 10 sư phụ khác, đàn tế đạt được lượng lớn máu tươi. Nó thế mà khẽ run lên. Một giây sau, rất nhiều máu tươi ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một viên đan dược to bằng móng tay. Sắp rồi, sắp xong rồi. Dư Thiên Trung hưng phấn khoa tay múa chân, nhìn chòng chọc vào viên luân hồi tái tạo đan màu đỏ kia. Hơn 10 sư phụ chảy khô máu, tốc độ biến lớn của viên luân hồi tái tạo đan kia chậm lại. Dư Thiên Trung cản chặt răng, đáng chết, tại sao lại chậm đi?
Ông ta vào tới trước người các sư phụ còn lại, giơ tay chém xuống. Một lượng lớn máu tươi phun tung tóe, toàn bộ đàn tế bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Ong! Máu tươi đổ vào bên dưới, luân hồi tái tạo đan nhanh chóng lớn bằng nắm tay. Một luồng sức sống vô cùng thuần khiết ập vào trước mặt. Thành công! Dư Thiên Trung vô cùng kích động. Bỗng nhiên! Ầm! Phía sau truyền đến một tiếng vang cực lớn, cửa lớn của tầng cuối cùng địa hỏa các nổ tung. Vô số mảnh vỡ bay ra ngoài, lúc xông vào đến đại điện, Diệp Bắc Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, tức đến run rẩy cả người, sư phụ. Trăm vị sư phụ rất vất vả mới ngưng tụ thành thân thể máu thịt, lúc này ai ai cũng ngồi trên đàn tế. Thân thể máu thịt khô kiệt. Các người đáng chết. Diệp Bắc Minh gào thét. Con người Dư Thiên Trung co rụt lại, Lãng Nhi, mau đi ăn luân hồi tái tạo đan. Rõ. Khoảnh khắc Dư Lãng nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trong mắt anh ta lóe lên vẻ sợ hãi. Dư Lãng không chút do dự lao về phía luân hồi tái tạo đan, chỉ cần anh ta ăn vào viên đan dược kia, Diệp Bắc Minh tính cái thá gì. Nhóc, viên đan dược kia ngưng tụ máu tươi của trăm vị sư phụ của cậu mới luyện thành, không thể để cho anh ta ăn, giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đi về phía Dư Lãng. Dư Thiên Trung quát lạnh một tiếng, thằng kia, mày đừng có mà làm hỏng chuyện tốt của tao, cút. Sát khí tăng vọt, trong tay ông ta nhiều thêm một thần kiếm đỏ như lửa, chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Cút đi. Diệp Bắc Minh cực kỳ tức giận. Ngay cả kiếm Càn Khôn Chấn Ngục cũng quên dùng, anh duỗi tay trực tiếp chộp lấy thần kiếm của Dư Thiên Trung. Dư Thiên Trung thấy thế, nhe răng cười, thân thể máu thịt mà cũng muốn cứng đối cứng với thần kiếm của lão phu. Mày không muốn cái tay này của mình nữa à? Lời vừa dứt, bàn tay Diệp Bách Minh gắt gao nắm lấy thần kiếm. Quả nhiên, máu tươi tuôn ra. Dư Thiên Trung chợt dùng sức, muốn chặt đứt năm ngón tay của Diệp Bách Minh tận gốc. Ông ta kinh ngạc phát hiện, bàn tay anh chẳng khác gì sắt thép. Không thể chặt đứt, này, trong nháy mắt Dư Thiên Trung thất thần. Diệp Bắc Minh đã đi tới trước mặt Dư Thiên Trung, đấm ra một quyền. Ầm. Dư Thiên Trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài, hung hăng nện xuống chân đàn tết. Mất đi sức chiến đấu. Mắt thấy Diệp Bắc Minh sắp sửa đạp chân lên đàn tế, trong lòng Dư Thiên Trung hoảng sợ, Lãng Nhi, mau ăn luân hồi tái tạo đan. Dạ. Dư Lãng thấy ông nội không ngăn nổi một chiêu của Diệp Bắc Minh, dọa sợ, cả người run lẩy bẩy. Luân hồi tái tạo đan vừa đưa đến mồm chợt trượt đi, rơi xuống đất. Dư Lãng đang định đi nhặt, lại bị một bàn tay lạnh giá đến vô tình bóp lấy cổ. Nhìn kỹ lại, chính là khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của Diệp Bắc Minh. Anh! Dư Lãng bị dọa đến run rẩy, cảm thấy dưới háng mát lạnh. Thế mà sợ đến tè ra quần, cậu Diệp, này! Tôi, đây không phải chủ kiến của tôi. Anh ta tận mắt chứng kiến Diệp Bắc Minh quả quyết sát phạt, thật sự sợ hãi. Cuống họng Diệp Bắc Minh khàn khàn, tất cả các người đều đáng chết. Năm ngón tay khế quặp lại, cổ Dư Lãng lập tức hóa thành bột phấn. Đầu người lăn sang một bên, chết không nhắm mắt. Lãng Nhi! Dư Thiên Trung điên cuồng vỗ vào đùi, chảy ra hai hàng huyết lệ, mày! Sao mày có thể giết hy vọng duy nhất của nhà họ Dư tao chứ? Súc sinh, mày quả là súc sinh! Diệp Bắc Minh vô cùng phẫn nộ, đủ! Hy vọng duy nhất của nhà họ Dư! Trăm vị sư phụ của tôi thật vất vả mới tái tạo được thân xác, tất cả đều bị ông làm hỏng. Nhà họ Dư còn muốn hy vọng, tôi địt con mẹ ông đấy. Anh trực tiếp nhảy xuống đàn tết. Đi đến bên cạnh Dư Thiên Trung, hung hăng chém kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuống. Phụt, một cái đùi của Dư Thiên Trung nổ tung, Diệp Bắc Minh lại đưa tay bổ thêm một chiêu, tiểu tháp, cho tôi mượn dùng sức mạnh lớn nhất của ông. Chỉ cần là người có quan hệ huyết mạch với nhà họ Dư, tất cả đều chú sát. Không phải ông ta muốn cho nhà họ Dư hy vọng sao? Vậy để tôi làm ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giật nảy mình, nhóc, cậu thật sự muốn làm như vậy sao? Sợ rằng việc này sẽ dính vào nhân quả rất lớn, có lẽ sẽ. Diệp Bắc Minh chửi ầm lên, tôi địt mẹ nhà nó nhân quả. Hy vọng duy nhất của trăm vị sư phụ của tôi đây bị ông ta phá hỏng. Tôi, muốn, nhà, họ, Dư, hoàn, toàn, diệt, sạch. Câu nói sau cùng, Diệp Bắc Minh gần như là cắn nát hàm răng mới nói ra được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thấy thế,
không hề nhiều lời nữa, được. Một giây sau, một luồng lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Máu tươi dư thiên trung bốc cháy, hóa thành một ngọn lửa màu đen. Trong lửa hiện ra hàng loạt hình ảnh. Dư thiên trung lập tức nhận ra, trong hình đều là người nhà họ Dư. Đại ca, nhị ca. Chỗ sâu trong học viện viễn cổ, thân thể cao lớn của hai người nhà họ Dư đột nhiên bốc cháy lên hai ngọn lửa màu đen. Trong khuê phòng của một người phụ nữ trẻ tuổi, một người đàn ông trung niên đang ra sức cày cấy. Đột nhiên, trên thân người đàn ông chợt toát ra một sợi khói đen. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ trẻ tuổi, người đàn ông trung niên trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đen căn nuốt. Cùng một thời gian, trong một căn nhà xa hoa, một người phụ nữ trẻ tuổi đang đánh người hầu, một lũ vô dụng, nếu con trai tôi mà bị ngã. Đám đê tiện mấy người có dùng mạng cũng không bồi thường nổi. Trong lòng người phụ nữ trẻ tuổi đang ôm một cậu bé khoảng 3 tuổi. Cậu bé vỗ tay, đánh hay lắm, tiếp tục đánh đi. Con trai, con thích xem mẹ đánh người ư? Người phụ nữ trẻ tuổi cưng chiều nói, được, vậy mẹ sẽ đánh cho con xem L. Cô ta vừa mới giơ roi trong tay lên, bỗng nhiên, một mùi cháy khét ập tới. Mùi gì vậy? Người phụ nữ trẻ tuổi sững sờ. Trên mặt mấy người hầu quỳ trên mặt đất lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người phụ nữ trẻ tuổi cúi đầu xem xét, thế mà ở vị trí trước ngực mình lại đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt đã cắn nuốt hai người. Con trai, con gái, cháu trai, không. Dư Thiên Trung nhìn từng cảnh tượng trong hình ảnh, đấm ngực dậm chân. Ngoại trừ những người này ra, bên trong hình ảnh còn có rất nhiều người mà ông ta chưa từng gặp bao giờ. Nhưng đều không có một ngoại lệ, chắc chắn đều là huyết mạch của nhà họ Dư ông ta. Cậu làm cái gì vậy? Tên ác ma này, rốt cuộc là cậu đã làm cái gì? Dư Thiên Trung muốn rách cả mí mắt. Ông ta dùng hết sức lực sau cùng nhào về phía Diệp Bắc Minh. Anh đạp bay Dư Thiên Trung, đây là báo ứng của ông, cứ hưởng thụ cho tốt đi. AI không, đừng mài. Trong sự hối hận vô tận, Dư Thiên Trung tận mắt nhìn thấy từng người nhà họ Dư lần lượt chết đi. Cuối cùng, chính ông ta cũng bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt. Cùng lúc đó, thần giới, Dư tộc, hàng chục ngàn người đang tụ tập trong một đại điện, đột nhiên, một lão già đột nhiên kêu thảm một tiếng, cánh tay bốc lên một ngọn lửa màu đen. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người Dư tộc kinh ngạc nhìn sang. Lão già dường như vô cùng sợ hãi, ông ta cắn răng, lấy ra một thanh đao màu đen nổ. Giơ tay chém xuống, chặt đứt cánh tay đang bị ngọn lửa màu đen thiêu hủy kia đi. Xoẹt! Cánh tay cụt rơi trên mặt đất, chỉ trong mấy hơi thở đã hóa thành cho tàn. Dư Phong Vân, đây là chuyện gì vậy? Trên đài cao, một bóng người mở miệng. Dư Phong Vân nhìn thoáng qua cánh tay cho tàn, sâu trong đáy mắt hiện lên một vẻ sợ hãi, bẩm lão tổ, đây là huyết. Mạch chú sát. Có người đang tiến hành huyết mạch chú sát với huyết mạch đời sau của lão Phun. Cái gì? Tất cả đám người Dư tộc đều biến sắc. Huyết mạch chú sát đẳng cấp gì mà lại có thể ảnh hưởng đến trên người vị chân thần thượng cổ như Dư Phong Vân chứ? Bóng người trên đài cao tiếp tục hỏi, ông có biết là ai làm không? Dư Phong Vân lắc đầu, không biết, nhưng người này có. Thể nghịch chuyển nhân quả. Suýt nữa ngay cả tôi cũng trúng chiêu, chắc chắn là không đơn giản. Nhưng mà chẳng cần biết người nọ là ai. Lại dám dùng huyết mạch chú sát với đời sau của tôi thể nhất định sẽ. Còn chưa nói xong, Dư Phong Vân phát hiện ra tất cả mọi người đều đang hoảng sợ nhìn mình. Ông ta hỏi một câu theo bản năng, sao vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chằm vào trước ngực Dư Phong Vân. Dư Phong Vân cúi đầu nhìn xuống, đậu má. Thế mà ở vị trí trái tim ông ta lại giấy lên ngọn lửa màu đen một lần nữa. Hai mắt ông ta tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Cửa chính học viện viễn cổ. Một người đàn ông trung niên sợ hãi đi đến bên cạnh đám người Vương Thần Cương, thấp giọng nói, Tổng viện trưởng, trên người hai vị trưởng lão Dư Thiên Tê và Dư Thiên Vân đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu đen nổ. Gần như là trong nháy mắt, hai vị trưởng lão đã hồn phi phách tán. Ông nói cái gì? Đám người Vương Thần Cương há to miệng, đầu óc trống rỗng. Trên đài võ đạo, Diệp Giao lạnh lùng nói, kế lên chịu chết đi. Đám vô dụng của học viện viễn cổ. Tiếp tục chịu chết đi. Đôi mắt đám học sinh dưới đài võ đạo đỏ bừng,
từng người lần lượt đi lên đài võ đạo như không muốn sống nữa. Sư phụ, Diệp Bắc Minh leo lên tế đàn lần nữa, căn bản không có cách nào chấp nhận được việc thân xác của trăm vị sư phụ vừa mới ngưng tụ lại bị hủy. Tiểu tháp, nếu như tôi đưa thân xác của trăm vị sư phụ về Long Thai Trì thì còn có thể cứu được không? Diệp Bắc Minh khàn giọng hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thở dài một tiếng, nhóc con, mệnh cách của bọn họ đã là như thế rồi. Bản tháp có thể nói cho cậu biết, thân xác Long Thai đã hình thành. Chỉ là Dư Thiên Trung đã huyết tế tỉnh hoa máu thịt của bọn họ, thân xác của bọn họ đã hoàn toàn hư hỏng. Diệp Bắc Minh siết chặt nắm đấm, nói cách khác, trăm vị sư phụ đã không còn khả năng sống lại nữa ư. Đúng. Nghe được đáp án khẳng định này. Trong lòng Diệp Bắc Minh run lên, vì cái gì? Minh Nhi, đây đã là số phận được định trước rồi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, vận mệnh của mấy người vi sư đã là như vậy. Con cũng không cần cưỡng cầu. Giáo phụ sư phụ. Diệp Bắc Minh vui vẻ nhìn khắp nơi xung quanh. Một giây sau, trong một thân thể khô quất trong đó tỏa ra một luồng hào quang. Một thần hồn ảm đạm hiện ra từ đó, suy yếu đến mức chỉ cần một trận gió thổi qua cũng có thể lập tức biến mất. Chính là thần hồn của người đỡ đầu. Ngay sau đó, 99 thân thể còn lại cũng lấp lóe ánh sáng. Thần hồn của trăm vị sư phụ đồng thời xuất hiện. Các sư phụ. Nhất định con sẽ nghĩ biện pháp cứu mọi người, đôi mắt của Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Thần hồn của người đỡ đầu lắc đầu, mỉm cười lên tiếng, Minh Nhị, vi sư có thể nhìn thấy con đi đến một bước này đã rất vui rồi. Vua tàn sát nói, nhóc con, đạo tàn sát của con không tệ đâu. Có lẽ hôm nay vi sư sẽ phải chết, nhưng đạo tàn sát cũng không thể bị đứt đoạn truyền thừa được. Còn có một mạch quỷ cốc của vi sư nữa. Nhất định phải truyền thừa tiếp, Dược Vương Quỷ Cốc nhếch miệng cười một tiếng. Kiếm chủ bất diệt nói, nhóc con, thật ra con thích hợp với kiếm đạo hơn. Con nhất định phải tuyên dương kiếm đạo ra thật rực rỡ. Cút đi, nhóc Diệp vô địch trong luyện đan, thằng bé nhất định sẽ có thể trở thành đan tổ vĩ đại nhất, đan đế bất hủ mở miệng. Đạo tàn sát mới là tốt nhất. Không, kiếm đạo là tốt nhất. Siêu đan đạo mới là tốt nhất. Phì, ha ha ha. Diệp Bắc Minh bật cười vừa khóc, hu hu hui sư, phụ. Đến lúc này rồi mà các sư phụ vẫn còn có thể cãi nhau. Anh cảm thấy rất ấm áp. Nhưng nhìn thần hồn của trăm vị sư phụ càng ngày càng suy yếu, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Trong lòng Diệp Bắc Minh dâng lên một cảm giác bi thương, tiểu tháp, thật không có cách nào sao. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bất đắc dĩ trả lời, bản thân trăm vị sư phụ của cậu đã là người luân hồi, thân xác bị hủy. Một lần, căn cơ thần hồn bất ổn. Theo lý mà nói, nếu như ngưng tụ thân xác một lần nữa, thì sẽ có thể sống lại. Nhưng thân xác của bọn họ lại bị phá hủy một lần nữa, đã hoàn toàn mất đi căn cơ. Thần hồn không có căn cơ thì chẳng khác nào cỏ cây không có rễ, sống sót như thế nào được. Nói vừa dứt lời, thần hồn của trăm vị sư phụ càng ngày càng ảm đạm. Nhóc con, nếu kiếp sau có cơ hội, có lẽ còn có thể gặp lại. Nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ không nhận ra con được nữa. Nhóc Diệp, có duyên sẽ gặp lại. Trăm vị sư phụ đồng thời vẫy chào. Thần hồn Long Đế cười một tiếng, Diệp Bắc Minh, ta rất vui vì có thể gặp được con. Long Đế quyết ở trong tay con, nhất định sẽ không bị chôn vùi. Còn có tòa tháp này nữa, ta không có cách nào phát huy ra được lực lượng lớn nhất của nó, về sau giao cho con đấy. Long Đế sư phụ, Diệp Bắc Minh cắn răng. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Đột nhiên, trong đầu anh lóe lên một vệt sáng, đúng rồi. Tiểu tháp, nếu như tôi dung nhập thần hồn của trăm vị sư phụ vào. Trong nghĩa địa hỗn độn, phải chăng sẽ có thể bảo vệ thần hồn của bọn họ bất diệt? Chuyện này, tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ vài giây, bản tháp chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà chỉ có thần hồn chủ nhân của bản tháp mới có thể tiến vào trong nghĩa địa hỗn độn, bọn họ cũng không phải chủ nhân của bản tháp. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, giống như túm được một cọng cỏ cứu mạng, mặc kệ có được hay không, tôi đều muốn thử một lần. Thần hồn của băng phách có thể đi ra từ nghĩa địa hỗn độn. Vì sao thần hồn trăm vị sư phụ của tôi lại không thể đi vào? Nghĩ tới đây, Diệp Bắc Minh dùng hết tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Lao về phía nghĩa địa hỗn độn, mời cùng lúc đó, nghĩa địa hỗn độn có chút rung động. Trên không mơ hồ hiện ra một con huyết long.
Gào. Nó gào thét một tiếng, một giây sau, thế mà nghĩa địa hỗn độn thật sự vỡ ra một vết rách. Kết nối với thế giới bên ngoài. Diệp Bắc Minh vô cùng mừng rỡ, các sư phụ, thần hồn của mọi người hãy đi cùng Đồ Nhi vào trong nghĩa địa hỗn độn đi. Đồ Nhi có thể cam đoan thần hồn của mọi người được bất diệt. Được. Trăm vị sư phụ vui mừng quá đỗi, dùng hết một chút lực lượng cuối cùng. Thần hồn của bọn họ lần lượt xông vào bên trong nghĩa địa hỗn độn. Đợi đến khi thần hồn của trăm vị sư phụ đều đã xông vào. Trong nghĩa địa hỗn độn, Diệp Bắc Minh ngã ngồi trên mặt đất giống như mất hết sức lực. Anh há to miệng thở hổn hển, vận dụng lực lượng toàn thân, cưỡng ép mở ra nghĩa địa hỗn độn. Cho dù là anh cũng không chịu nổi. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Bắc Minh vẫn dùng ý niệm đưa thần hồn tiến vào bên trong nghĩa địa hỗn độn. Thần hồn của trăm vị sư phụ lập tức lại gần, nhóc Diệp, đây là chỗ nào? Con khá lắm đấy, sau khi thần hồn của chúng ta tiến vào nơi đây, thế mà đã thật sự ổn định lại. Nhìn tình hình ở đây thì chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, nói không chừng sẽ thật sự có thể sống lại. Nhóc Diệp, không phụ lòng vi sư coi trọng con, rất tốt. Nhìn thần hồn của trăm vị sư phụ đã ổn định lại. Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, các sư phụ, nơi đây tên là nghĩa địa hỗn độn. Cụ thể là lai lịch gì thì đây là một bí mật của Đồ Nhị, hy vọng các vị sư phụ không hỏi. Trăm vị sư phụ sững sờ, lần lượt gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Các sư phụ, con sẽ giới thiệu một người cho mọi người. Nói xong, Diệp Bắc Minh nhìn về phía bia mộ của thần. Chủ tuyệt thế, mở miệng, sư phụ, mời người ra ngoài một lần ạ. Một tấm bia mộ cổ xưa rung động nhẹ nhẹ. Một người đàn ông trung niên nho nhã hiện lên ở trước mắt mọi người, khế gật đầu với Diệp Bắc Minh. Anh giới thiệu, các vị sư phụ. Đây là vị sư phụ thứ 100 mà con bái sau khi rời khỏi núi Côn Luân. Thần chủ tuyệt thế, Nhan Thương Nam. Trăm vị sư phụ gật đầu, cảm ơn anh Nhan đã chăm sóc. Đồ đệ của chúng tôi. Thần chủ tuyệt thế thoải mái cười một tiếng, nhóc Diệp là đệ tử của tất cả chúng ta, có thể trở thành sư phụ của tên nhóc này là may mắn của tôi. Nếu mọi người đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn, tôi sẽ dạy mọi người một chiều. Nơi đây cực kỳ thần kỳ. Các vị chỉ cần dùng bùn dưới mặt đất đắp cho mình một cái bia mộ. Lợi dụng lực lượng hỗn độn trong nghĩa địa hỗn độn, sẽ có thể chậm rãi làm thần hồn của bản thân mạnh lên. Sau khi nghe thần chủ tuyệt thế giải thích, trăm vị sư phụ đều làm theo. Từng bia mộ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thần hồn của trăm vị sư phụ tiến vào bên trong, thế mà thật sự đang chậm rãi khôi phục. Diệp Bắc Minh thấy thế, cuối cùng cũng được thở dài một hơi. Mặc dù thân xác của trăm vị sư phụ đã bị hủy, nhưng chỉ cần thần hồn bất diệt thì vẫn sẽ có cơ hội. Nhiên, giọng nói của Dược Vương Quỷ Cốc vang lên, nhóc Diệp, luân hồi tái tạo đan ở trong tay con đúng không? Vâng. Diệp Bắc Minh gật đầu, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Trong lòng bàn tay anh hiện ra một viên đan dược màu đỏ. Luân hồi tái tạo đan. Nếu nhìn viên đan dược này thật kỹ sẽ mơ hồ thấy được có 100 con huyết long đang lượn quanh bên trong. Một lực lượng sinh mệnh vô cùng tinh khiết đập vào mặt. Dược Vương Quỷ Cốc trực tiếp quát, nhóc Diệp, ăn nó đi. Cái gì? Diệp Bắc Minh sững sờ, lách đầu nói, sư phụ, viên đan này là dùng thân xác máu thịt của mọi người để luyện ra. Sư phụ như bố mẹ, sao con có thể ăn máu thịt của bố mẹ? Được. Không được, ngàn vạn lần đều không được. Ha ha ha, nhóc con thối. Dược Vương Quỷ Cốc bị chọc giận quá mà cười lên, con đúng là có lòng hiếu thảo, nhưng mà trăm thân thể đó còn chưa hoàn toàn thành hình. Chỉ được long thai trong long thai chỉ biến thành, cũng không tính là thân thể chân chính của các phi sư. Người đỡ đầu mở miệng, lão quỷ nói không xêu. Trong bia mộ của vua tàn sát vang lên một âm thanh, thằng nhóc thối, con nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mấy lão già chúng ta bảo con cứ ăn là được. Vật này ngưng tụ tiên thiên tạo hóa, cũng hội tụ khí vận của trăm người chúng ta. Nhà họ Dư luyện hóa ra viên đan này, lại không có phúc hưởng dụng. Hết lần này tới lần khác viên đan này lại rơi vào trong tay của con, đây chính là số phận đã được định sẵn rồi, con vẫn chưa rõ sao. Thằng nhóc thúi, mau cút. Ăn đan dược của con đi, các phi sư muốn nghỉ ngơi. Khi nào chưa hoàn toàn luyện hóa được viên đan dược này thì đừng đến gặp chúng ta. Trăm vị sư phụ đồng thời ra lệnh trục khách, giống như lúc trước anh bị đuổi xuống núi Côn Luân vậy.
Diệp Bắc Minh có chút sợ khóc sợ cười, hình như mình mới là chủ nhân của nghĩa địa hỗn độn mài. Anh bất đắc dĩ rời khỏi nghĩa địa hỗn độn. Nhìn luân hồi tái tạo đan trong tay, anh lập tức nuốt vào. Sâu trong linh hồn, giống như có một thứ gì đó bị phá tan. Trên mặt nước vốn đang bình tĩnh cuốn lên một tầng gợn sóng. Một giây sau, máu tươi của Diệp Bắc Minh nhanh chóng sôi trào lên, trong cơ thể giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Anh gầm nhẹ một tiếng, cả người đầm đìa máu me. Cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, anh lập tức nhảy vào dung nham trong địa hỏa các giống như bị điên. Cùng lúc đó, trong nghĩa địa hỗn độn, người đỡ đầu bình tĩnh lên tiếng, chắc hẳn chư vị đã khôi phục ký ức đi. Khôi phục rồi. Không ngờ chúng ta vì tránh đi trận chiến kia, chủ động rơi vào luân hồi mà vẫn có thể gặp được cậu ấy, Vô Tàn Sát nhíu mày. Xác định là cậu ấy sao? Thế mà chúng ta lại nhận cậu ấy làm đệ tử, thật là không thể tưởng tượng nổi, Đan Đế Bất Hủ há to miệng. Long Huyết Chiến Thần nghiêm túc nói, có lẽ, nhóc Diệp cũng là người luân hồi. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Không biết qua bao lâu, một giọng nói sâu xa vâng lên, thật sự là cậu ấy sao? Một lực lượng cường đại bộc phát, trên đài võ đạo xuất hiện một vết nứt. Máu tươi chảy theo khe hở tới mặt đất, đọng lại thành một tầng thật dày. Diệp Giao thư giãn gân cốt một chút, vô dụng chính là vô dụng, nhiều người đi lên chịu chết như vậy. Chẳng lẽ toàn bộ học viện viễn cổ mấy người không có ai có thể đánh được sao? Cô, mấy triệu học sinh phía dưới siết chặt năm đấm, tức giận đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Nhưng lại phải bất đắc dĩ buông lỏng năm đấm ra. Toàn bộ những người thuộc top 50 của học viện viễn cổ đều đã đi lên lôi đài. Không một ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống. Quả nhiên, phế vật cũng chỉ có mỗi một câu như vậy, không hề sai chút nào, Diệp Giao phủi tay. Đột nhiên, một lão già mở miệng, tiểu thư, đã hết 2 tiếng rồi. Dẫn tới, ánh mắt Diệp Giao vô cùng lạnh lẽo. 4 lão già áp giải 4 người Chu Nhược Giai. Lê Mộng Ly, Mạc Đình Đình, Mạc Phong Hành leo lên trên đài võ đạo. Ép bọn họ quỳ xuống. Diệp Giao lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, chỉ cho mấy người 2 tiếng thôi. Bây giờ đã hết 2 tiếng rồi, Diệp Bắc Minh đã lựa chọn làm rùa đen rút đầu không xuất hiện. Như vậy 4 người này cũng không cần thiết sống nữa. Vương Thần Cương gầm nhẹ một tiếng, dừng tay. Diệp Giao cười nhạo lắc đầu, dừng tay. Được thôi. Vậy cứ để đám thiên tài của học viện viễn cổ mấy người tiếp tục lên đài đi. Cô! Vương Thần Cương giận dữ trừng to mắt. Một lão già ở bên cạnh vội vàng kéo ông ta lại, tổng viện trưởng, không thể. Nếu 4 người đó mà chết, chuyện này sẽ coi như kết thúc. Nếu bọn họ không chết, người của học viện chúng ta sẽ không ngừng lên đài, sẽ càng có nhiều người chết hơn. Chẳng lẽ phải để bọn họ chịu chết vô ích sao? Vương Thần Cương quả quyết lắc đầu, cho dù không có nhóc Diệp, Nhược Giai và Mộng Ly đầu là đệ tử của học viện viễn cổ. Đệ tử của học viện viễn cổ tôi có thể chiến tử trên đài võ đạo, nhưng tuyệt đối không thể bị người khác chém đầu làm gương trên đài võ đạo được. Các vị viện trưởng, hãy chiến đấu cùng tôi. Vương Thần Cương sải bước ran. Được. Hơn 10 âm thanh đồng thời đáp lại. Một vài khuôn mặt không hay gặp ngày thường cũng lần lượt đi ra khỏi hàng. Chu Nhược Giai ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn một người phụ nữ trẻ tuổi trong đám người. Phong Tuyệt Tình. Sư phụ, người, đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ lên. Phong Tuyệt Tình cười lạnh, mặc dù con đã phản bội đạo. Vô tình, nhưng con lại là đệ tử thân truyền duy nhất của tai. Cho dù con đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng vẫn không ai có thể giết con ở trước mặt ta được. Thân thể mềm mại của Chu Nhược Giai run lên, cảm động rơi nước mắt. Diệp Giao cười, vậy mà đã không nhịn được, muốn ra tay. Cô ta nhìn về phía Phó Toàn Thịnh, chú Phó ra tay đi chứ. Phó Toàn Thịnh nhếch miệng cười một tiếng, lão phu đã chờ giờ phút này rất lâu rồi, chỉ bằng 10 mấy đế tôn đó thôi sao. Vậy mà lại dám muốn đối đầu với nhà họ Phó, nhà họ Diệp. Ra khỏi hàng cho tôi. Ông ta quát khế một tiếng, 10 đế cảnh, 10 đế tôn của nhà họ Phó cùng nhau ra khỏi hàng. Cộng thêm 10 đế tôn mà Diệp Giao dẫn tới. Số lượng đế tôn cao tới hơn 30 người, vây quanh ở 4 phía đài võ đạo. Chứ đừng nói đến 3 lão già đang nhắm mắt nghỉ ngơi phía sau là thân thể bán thần. Đám người Vương Thần Cương bị đánh lui ra ngoài, căn bản là không có cách nào xông lên đài võ đạo cứu người.
Diệp Dao lạnh lùng phun ra một chữ, chém. Bốn lão già giơ đao lên, chém về phía đầu bốn người Chu Nhược Giai, Lê Mộng Ly, Mạc Đình Đình, Mạc Phong Hành. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói lạnh lẽo mang theo sát ý vô tận vang lên. Nhà họ Diệp, nhà họ Phó, mấy người muốn chết phải không? Ầm, một luồng sát khí ngập trời cuốn tới, bộc phát giống như là sóng biển. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy phía sau mát lạnh, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Diệp Mục suýt nữa nhảy dựng lên, chị, Diệp Bắc Minh. Tên phế vật này chính là Diệp Bắc Minh, chính là anh ta đã phế bỏ một cánh tay của Imo. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Vương Thần Cương hét lớn một tiếng, nhóc Diệp, cậu ra ngoài làm gì? Đi mô! Kiếm Phá Thiên cũng quát khẽ, những người này đều đến để giết cậu cứ đi trước, chúng tôi sẽ ngăn cản. Diệp Bắc Minh lắc đầu, muốn giết tôi, được thôi. Nhưng làm ảnh hưởng đến học viện viễn cổ thì không được. Diệp Dao cười khúc khích, học viện viễn cổ, ha 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 han một đám vô dụng này ư, quên nói cho cậu biết một câu. Trước khi cậu xuất hiện, đám thiên tài thuộc top 50 của học viện viễn cổ mấy người, tạm thời nói như vậy đi. Người gọi là thiên tài, tất cả đều chết dưới tay tôi rồi. Một nơi rẻ rách như thế này, cũng chỉ có loại người vô dụng như cậu mới ở được thôi. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua đống thi thể dưới đài võ đạo. Có người bị nổ tung đầu, có người bị xé rách tay chân. Có người bị móc tim, có người thì đan điền bị nổ tung. Xương cốt bị đập nát, thân thể bị đốt cháy khét. Tình trạng tử vong của từng người đều vô cùng thê thảm. Diệp Bắc Minh cúi người thật sâu với những thi thể này, các vị, xin lỗi. Sau đó anh lại nhìn về phía Diệp Dao bằng ánh mắt lạnh như băng, có dám đánh một trận công bằng với tôi trên đài võ đạo không? Cậu ư! Diệp Dao cười đến mức chảy cả nước mắt, chỉ là một tên cảnh giới hư vương mà cũng dám khiêu chiến tôi. Cảnh giới hư vương, không phải anh ta mới là cảnh giới động hư sao? Làm sao đã tăng cấp rồi? Diệp Mục nhỏ giọng thầm thì một câu. Nhưng mà không quan trọng. Chỉ anh ta là cảnh giới đế tôn đỉnh phong, còn kinh khủng hơn cả Phó Long Đình. Diệp Bắc Minh tính là thứ gì? Chị, đồng ý với anh ta đi. Diệp Mục ở dưới đài quát lớn, giúp em giết chết anh ta, giết mạnh tay vào. Em muốn nhìn thấy tên tiểu phế vật này quỳ gối trên đài võ đạo, như chó vẫy đuôi với chủ, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Dao do dự. Cô ta không cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ lên đi tìm cái chết. Tên tiểu phế vật này dám khiêu chiến mình, nhất định là có vấn đề. Chị còn đứng ngây đó làm gì? Đôi mắt Diệp Mục đỏ bừng, nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh, đồng ý với anh ta, mau đồng ý với anh ta đi. Diệp Dao chỉ có thể cười lạnh một tiếng, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu. Diệp Bắc Minh không nói một câu nào. Anh nhảy ra một bước, leo lên đài võ đạo. Một luồng khí tức tử vong đập vào mặt. Diệp Dao thầm kêu không tốt, thế mà lại bị khí tức này dọa đến mức lui lại hai bước. Cô ta đang định ra tay, thế mà Diệp Bắc Minh đã động trước. Thật nhanh, trong đầu Diệp Dao vừa sinh ra suy nghĩ này. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt cô ta, Diệp Dao lạnh. Lùng cười một tiếng, dám đánh cận chiến với tê chết. Cô ta tung một quyền về hướng trái tim của Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay nắm lấy. Khống chế nắm đấm của Diệp Dao. Răng rắc một tiếng vang giòn. Ùa. Diệp Dao kêu thảm một tiếng, thế mà xương chẳng lại trực. Tiếp xuyên qua bàn tay lộ ra ngoài. Cậu, trong đôi mắt của Diệp Dao hiện lên một vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt tiếp chiêu với Diệp Bắc Minh, cô ta liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Dã thú, cô ta giống như đang đối mặt với một con dã thú khát máu vậy. Giờ phút này, Diệp Dao sinh ra ý định lùi bước. Nhanh chóng lui lại. Chuẩn bị rời khỏi đài võ đạo. Diệp Bắc Minh làm sao có thể để cô ta toại nguyện. Anh tiến lên một bước, năm ngón tay bóp chặt cổ của Diệp Dao. Sau đó kéo mạnh cô ta lại đài võ đạo, phát ra một tiếng rầm thật lớn. Diệp Dao đau đến mức toàn thân run rẩy. Đài võ đạo đổ bê tông sắt thép dưới thân xuất hiện một vết nứt. Lõm xuống dưới thật sâu. Hay lắm. Đám người học viện viễn cổ dưới đài võ đạo đều lớn tiếng khen hay, ai nấy đều kích động đến mức lệ rơi đầy mặt. Diệp sư đệ, giết chết cô ta. Làm người phụ nữ đê tiện này chết đi. Mọi người vô cùng kích động. Chị, Diệp Mục luống cuống, tại sao có thể như vậy?
Mấy người cảnh giới đế tôn của nhà họ Diệp cũng cảm giác không thích hợp, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm. Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Giao đứng lên, tiểu phế vật, cậu dám làm như vậy với tôi ư? Diệp Bắc Minh cười, tôi phát hiện ra một điều, có phải người của đám gia tộc lớn các cô đều cho rằng người khác không dám đánh mấy người hay không? Cô thì tính là cái gì? Chết đi cho ông đây. Anh quát to một tiếng. Diệp Bắc Minh xông lại. Phản ứng đầu tiên của Diệp Giao chính là chạy. Cô ta thật sự sợ hãi, chưa bao giờ nhìn thấy loại kinh khủng người như vậy cả. Diệp Bắc Minh túm chặt lấy cánh tay cô ta, cô rất thích tra tấn người ta, xé rách tay chân của người ta xuống đúng không? Cậu muốn làm gì? Diệp Giao nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua đống thi thể bị ngược đãi đến chết dưới đài võ đạo. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ, cổ tay bỗng nhiên dùng sức. Cánh tay mềm mại của Diệp Giao trong nháy mắt đã tách rời khỏi thân thể, đau nhức kịch liệt khiến gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên vặn vẹo. Cô ta không nhịn được chửi ầm lên, địch, đáng chết, cậu điên rồi. Tôi là Diệp Giao, cháu gái nhà họ Diệp. Đừng nóng vội, còn có ba cái nữa mài, trong mắt Diệp Bắc Minh lộ ra ánh sáng hung dữ. Cô chủ, mau đầu hàng, dưới đài võ đạo, một lão già nhà họ Diệp quát khẽ. Trên đài võ đạo. Chỉ cần đầu hàng thì sẽ không thể tiếp tục ra tay được nữa. Diệp Giao đã sớm sợ hãi, đang chuẩn bị mở miệng đầu hàng. Một quyền đã đánh tới từ phía đối diện. Răng rắc một tiếng vang giòn. Diệp Giao đau đến mức chảy cả nước mắt, toàn bộ hàm răng xinh đẹp trong miệng đều rụng sạch, chui vào trong bụng. Cô ta muốn mở miệng đầu hàng cũng không làm được. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh như băng, cô tra tấn những người đó bằng thủ đoạn gì? Tôi sẽ thực hiện lại lần lượt trên người cô. Diệp Giao mở to đôi mắt đẹp, điên cuồng lắc đầu đáng chết. Ra tay cho tôi. Đám người nhà họ Diệp dưới đài võ đạo rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Tám lão già cảnh giới đế tôn nhảy bật lên, đập ầm ầm trên đài võ đạo. Phát ra âm thanh nặng nề. Vương Thần Cương thấy thế thì hét lớn, nhà họ Diệp, đây là trận chiến trên đài võ đạo. Chẳng lẽ các người muốn trái với quy củ của đài võ đạo? Hôm nay, học viện viễn cổ tôi đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại trận chiến này. Nếu các người dám bất chấp kiêng kỵ của người tu võ trong thiên hạ, ngay trước mặt mấy trăm ngàn người của học viện viễn cổ. Quấy nhiễu chiến đấu trên đài võ đạo, trừ phi tám người các ông diệt toàn bộ học viện viễn cổ. Nếu không thì, Vương Thần Cương tôi cam đoan, hành động ngày hôm nay của các ông sẽ truyền khắp huyền giới. Dứt lời. Sắc mặt tám vị đế tôn của nhà họ Diệp biến đổi. Đối với người tu võ mà nói, quy củ trên đài võ đạo còn quan trọng hơn cả mạng sống. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Giao dám điên cuồng khiêu khích học viện viễn cổ trên đài võ đạo, đám người Vương Thần Cương lại không có cách nào. Chỉ có thể nhìn từng đệ tử học viện viễn cổ chịu chết vì vinh dự của học viện. Ông, tám đế tôn nhà họ Diệp căm tức nhìn Vương Thần Cương, viện trưởng Vương, làm người để lại một đường. Sau này dễ nói chuyện. Ông cút mẹ đi. Vương Thần Cương trực tiếp chửi ầm lên, đôi mắt tràn ngập tơ máu, hay cho một câu ngày sau để một đường, lúc Diệp Giao giết 50 thiên tài của học viện viễn cổ. Có nghĩ tới việc để lại một đường cho sau này sao? Lúc các người dồn ép không tha, muốn chém giết mấy người nhược giai, mộng ly. Nghĩ tới sau này lưu lại một đường sao? Giờ các người lại muốn như thế. Nằm mơ nhóc Diệp. Vương Thần Cương gầm nhẹ, hung hăng hành hạ cô ta đến chết cho bổn viện trưởng, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Vương Thần Cương tôi sẽ chống cho cậu. Lão Phu không tin, huyền giới do nhà họ Diệp các người định đoạt. Được Diệp Bắc Minh gật đầu. Ngay lập tức xé rách một cánh tay và hai cái chân còn dư lại của Diệp Giao. Thứ khốn nạn, mày dừng tay cho tao, một ông lão mũi khoăm của nhà họ Diệp gầm lên. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi không dừng lại thì thế nào? Có can đảm thì ông ra tay đi. Mày, ông lão mũi khoám giận dữ, đang muốn ra tay. Lại bị một lão già mắt chột bên cạnh kéo lại, lắc đầu với ông ta, đừng làm loạn, một khi ông ra tay trên đài võ đạo. Nhà họ Diệp phạm vào kiêng kỵ của giới võ đạo, đến lúc đó sẽ trở thành trò cười của toàn bộ giới võ đạo. Ông lão mũi khoám sững sờ, ý của ông là. Lão già mắt chột liếc nhìn Diệp Giao, cô chủ có thể chết, mặt mũi nhà họ Diệp không thể mất. Nghe được lời này, Diệp Giao điên cuồng lách đầu. Tám người gồm lão già mắt chột và ông lão mũi khoăm lui lại một bước,
rời khỏi đài võ đạo. Diệp Mục ngẩn ngơ, xông lên quát, mấy người các ông làm gì thế hả? Mau ra tay cứu chị của tôi đi. Lão già mắt chột lạnh lùng, cậu chủ, đây là lựa chọn của cô chủ. Nếu như là dưới đài võ đạo, có người dám làm tổn thương cô ấy, chúng tôi nhất định sẽ ra tay giết chết. Nhưng đây là trên đài võ đạo, dù là gia chủ ở đây. Giữa tôn nghiêm của nhà họ Diệp và mạng của cô chủ, tôi tin tưởng gia chủ nhất định sẽ lựa chọn cái trước. Các ông, trái tim Diệp Mục chìm đến đáy cốc, khóc không ra nước mắt. Anh ta nằm mơ cũng chẳng thể ngờ kết cục lại là như thế này. Trên đài võ đạo, Diệp Bắc Minh bớn cợt nói, xem ra nhà họ Diệp đã hoàn toàn từ bỏ cô. Diệp Giao mặt xám như cho tàn, như lợn nằm dạp trên mặt đất. Một giây sau, giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh vang lên lần nữa, có điều, cô yên tâm, những trừng phạt tôi vừa nói sẽ không thiếu cái nào. Lửa đến. Diệp Bắc Minh khoát tay, lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa. Rơi xuống người Diệp Giao, trong khoảnh khắc máu thịt cô A hóa thành than cốc. Diệp Bắc Minh chưa ngừng tra tấn, một chân dã ấm nổ đan điền Diệp Giao. Tiếp tục nghiền nát từng tấc xương cốt của cô ta. Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng sợ của Diệp Giao, đầu cô ta bị chân anh giãm bẹp. Hay! Diệp sư đệ, hay lắm! Đù, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là fan hâm mộ số một của Diệp sư đệ, sau này người nào dám đắc tội Diệp sư đệ thì chính là đắc tội tôi. Dưới đài võ đạo, đệ tử học viện Viễn Cổ kích động đến toàn thân run rẩy. Người nào người nấy mặt đỏ tới mang tai, phát ra tiếng gào thét như thú dữ. Hả giận! Quá hả giận! Chị! Hai mắt Diệp Mục như dỉ máu, nhìn chòng chọc vào Diệp. Bắc Minh trên đài võ đạo, xúc sinh. Mày nhớ kỹ cho tao, sinh thời Diệp Mục tao nhất định phải khiến mày chết không có chỗ chôn. Thật ư! Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên vẻ sát ý. Mấy người lão già mắt chột sải bước lên trước, ngăn cản trước người Diệp Mục, thằng chó đẻ, mày còn dám ra tay. Diệp Bắc Minh yên lặng. Lúc này dù anh có ra tay, mấy vị đế tôn này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Nhưng nơi này là học viện Viễn Cổ. Diệp Bắc Minh anh có thể chịu được hậu quả, học viện Viễn Cổ thì không nhất định. Đột nhiên, sau lưng truyền đến giọng nói của Vương Thần Cương, nhóc Diệp, đừng xúc động. Diệp Bắc Minh yên lặng gật đầu, nhếch miệng mỉm cười, Diệp Mục, anh muốn trả thù cho chị gái mình không? Nếu như muốn báo thù, chúng ta lên đài võ đạo đánh một trận. Mày, con người Diệp Mục co lại. Trong mắt anh ta tràn ngập oán hận, nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Diệp Bắc Minh nhìn xuống Diệp Mục, không dám lên. Tôi mới chỉ là cảnh giới hư vương. Anh là cảnh giới đế, vượt trước tôi hai cảnh giới lớn, chẳng lẽ anh không dám? Chị gái anh chết dưới tay tôi, anh cũng không dám lên đài võ đạo báo thù cho cô ta. Anh tạm dừng lại, rồi đột nhiên quát lớn, anh tập võ làm cái mẹ gì? Mày, phụt! Sắc mặt Diệp Mục đỏ bừng, sau đó biến thành trắng bệch. Phun ra một ngụm máu tươi. Cậu chủ! Mấy người ông lão mũi khoang biến sắc. Lão già mắt chột chặt một bàn tay vào vai Diệp Mục, đánh anh ta ngất xỉu. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo. Tên nhóc kia, tâm tư cậu thật là ác độc. Không những giết cô chủ, còn muốn phá hỏng sơ tâm võ đạo của cậu chủ. Rốt cuộc nhà họ Diệp chúng tôi có thù hận gì với cậu? Có thù hận gì? Ha 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 ha. Diệp Bắc Minh như thể nghe được câu chuyện nực cười. Nhất trên đời này, mọi người có nghe thấy không? Ông ta đang hỏi tôi có thù hận gì với tôi? Nếu ông không có thù oán với tôi, vì sao Diệp Giao lại ra tay giết 50 thiên tài của học viện Viễn Cổ? Nếu ông đã không có thù với tôi, vì sao muốn chém đầu vợ tôi và bạn tôi ngay trước mặt mọi người? Hiện tại lại đi hỏi tôi có thù hận gì? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ đúng không? Các ông cũng xứng cùng một dòng họ với tôi. Cút, hay! Dưới đài võ đạo, tất cả mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp sư đệ, nói hay lắm. Diệp sư đệ châu bò. Vô số người giơ ngón tay cái lên. Diệp sư đệ không chỉ có thực lực võ đạo hơn người, tài ăn nói cũng nghịch thiên. Mày! Ông lão mũi khoăm và lão già mắt chột tức giận nhảy dựng lên, suýt chút nữa tức nổ cả phổi. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, người trẻ tuổi, cậu, đi quá rồi. Trong nháy mắt giọng nói này vang lên, mấy trăm ngàn người tại đây không kiềm chế được mà khẽ run lên. Khắp người nổi da gà. Giọng nói này hoàn toàn không giống như phát ra từ con người.
như thể đến từ ác quỷ của địa ngục. Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, ánh mắt rơi xuống một trong ba ông lão đứng cuối cùng đội ngũ nhà họ Diệp. Ba thân thể bán thần, đôi mắt đồng loạt phong tỏa anh. Dù có tháp càn khôn chấn ngục trong tay, Diệp Bách Minh cũng có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Lão già, ông không phục, hít hài. Diệp Bắc Minh vừa nói ra lời này, tất cả chợt hít sâu một hơi. Vương Thần Cương giật nảy mình, nhóc Diệp, không. Khặc khặc khặc. Lão già thân thể bán thần cười đến bả vai run rẩy, nhớ kỹ, chỉ cần đời này cậu không rời khỏi học viện viễn cổ một bước, nói không chừng có thể sống thọ và chết già. Nói xong, lão già mang theo Diệp Mục hôn mê bất tỉnh, lấy đi thi thể không trọn vẹn của Diệp Giao, quay người bỏ đi. Chúng ta cũng đi, Phó Toàn Thịnh thấy thế, xoay người rời đi theo. Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng, nhà họ Phó, tôi để các người đi rồi sao? Đám người Phó Toàn Thịnh dừng chân lại, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo, Diệp Bắc Minh, mày còn muốn thế nào? Diệp Bắc Minh lạnh như băng nhìn ông ta, con trai Phó Long Đình của ông là tôi giết, tôi ở ngay trên đài võ đạo chờ ông đi lên. Ông là cảnh giới đế tôn, có dám lên đài võ đạo công bằng đánh một trận với tôi hay không? Mày nói cái gì? Phó Toàn Thịnh trừng to mắt, còn tưởng rằng mình nghe. Lầm. Một giây sau, trong lòng vô cùng mừng rỡ, đang muốn xông lên đài võ đạo. Chờ chút đã. Một người đàn ông mặt chữ điền bên cạnh giữ chặt Phó Toàn Thịnh, nhị ca, đừng mắc lừa. Con mẹ Phó Toàn Thịnh đỏ bừng, bị lừa cái gì? Mặc dù Diệp Giao là đế tôn, nhưng còn trẻ như vậy, thoạt nhìn là biết căn thuốc mới xây nên tu vi. Lão phu khổ tu đến cảnh giới đế tôn, đã kẹt tại đỉnh phong mấy trăm năm. Chém giết kẻ này dư giả, đừng nói đến việc trên người của tôi còn có món đồ kia. Người đàn ông mặt chữ điền ngưng trọng lắc đầu, thằng này có vấn đề, anh hãy nhìn kỹ lại. Màu đỏ như máu trong con ngươi của Phó Toàn Thịnh tiêu tán ba phần. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo. Bỗng trái tim không nhịn được mà co rụt lại. Chỉ một chớp mắt, ông ta dường như thấy được tử vong. Theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, không dám nữa nhìn thẳng vào mắt của Diệp Bắc Minh, chúng ta đi. Ha ha ha, nhóc Diệp lợi hại thật. Đám người Vương Thần Cương lần lượt nhảy lên võ đài, vây quanh Diệp Bắc Minh. Một giây tiếp theo, thân thể Diệp Bắc Minh run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện này, nhóc Diệp, cậu bị sao vậy? Sắc mặt Vương Thần Cương thay đổi, tiến lên đỡ Diệp Bắc Minh. Tùy tiện nắm lấy cổ tay anh, ngón tay lại thực sự bị hất văng ran. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tổng viện trưởng, nhóc Diệp thế nào, Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng và các viện trưởng khác đều tỏ ra lo lắng. Vương Thần Cương liếc nhìn xung quanh, về học viện trước rồi nói xô. Ông ta ôm lấy Diệp Bắc Minh, nhanh chóng đi đến đại điện sâu nhất của học viện viễn cổi. Vào giờ phút này, Diệp Bắc Minh đã rơi vào hôn mê sâu. Mấy người cũng cảm thấy không ổn. Vẻ mặt của Kiếm Phá Thiên đầy lo lắng, Tổng viện trưởng, rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy? Tự các người kiểm tra đi, Vương Thần Cương nhíu chặt mày. Kiếm Phá Thiên nóng lòng muốn bắt mạch cho Diệp Bắc Minh. Một giây tiếp theo, ông ta trợn to hai mắt, hít một hơi thật sâu, trời ơi, mạch đập này sao lại như vậy? Trong cơ thể của thằng nhóc này có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng, loại năng lượng này hoàn toàn có thể khiến cơ thể của cậu ta nổ tung. Mấy vị viện trưởng rối rít bước đến kiểm tra. Sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều sửng sốt, sao cậu A có thể khống chế được sức mạnh này? Trong đại điện của nhà họ Phó cực kỳ yên tĩnh. Thi thể không đầu của Phó Long Đình được đặt giữa đại điện, Phó Toàn Thịnh và hơn 30 người quỳ ở phía sau. Tất cả đều cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là một cảnh giới hư vương cũng có thể khiến mười mấy vị cảnh giới đế, mười mấy đế tôn trở nên chật vật như vậy. Chẳng những mặt mũi của nhà họ Phó bị các người làm nhục hoàn toàn, mà ngay cả chúng ta cũng không cách nào giao phó được với vị đại nhân kia của thần giới. Phó Long Đình đã sớm được người trong thần giới lựa chọn. Nếu như anh ta có thể đột phá cảnh giới đế tôn thì có thể trở thành đệ tử của vị đại nhân kia. Cho dù không thể đột phá cảnh giới đế tôn thì cũng có thể trở thành người hầu của thần cho vị đại nhân kia. Cho dù như thế nào thì địa vị của nhà họ Phó cũng sẽ như thuyền dâng cao theo dòng nước. Bây giờ, Phó Long Đình đã chết. Một năm sau, nhà họ Phó của bọn họ phải bàn giao thế nào? Phó Toàn Thịnh quỳ trên mặt đất,
cảm thấy vô cùng bi thương và phẫn nộ, lão tổ, tất cả những chuyện này đều là lỗi của tên khốn khiếp Diệp Bắc Minh kia. Cho dù như thế nào, chúng ta tuyệt đối cũng không thể bỏ qua như vậy được. Tôi chỉ ước gì có thể lập tức ăn sống máu thịt của cậu ta, chỉ tiếc thằng nhóc này lại đang trốn trong học viện viễn cổ. Học viện viễn cổ cũng có bối cảnh thần giới, chúng ta không có cách nào để xông vào. Một giọng nói tức giận truyền đến từ chỗ cao nhất của đại điện, Diệp Bách Minh trốn trong học viện viễn cổ, chẳng lẽ không có người nào có quan hệ với cậu ta sao? Điều tra rõ lai lịch của cậu ta, giết chết tất cả những người có liên quan đến cậu ta. Sau đó lại truyền tin tức này cho cậu ta biết, ông đây cũng không tin cậu ta sẽ chui rúc trong học viện viễn cổ cả đời. Cũng trong lúc đó, nhà họ Diệp, gần như cùng một cảnh, thi thể trái đen của Diệp Giao, được đặt trong đại điện của nhà họ Diệp. Diệp Mục quỳ ở bên cạnh, khóc như một kẻ ngốc. Hu hu hu, chị, lão tổ tông, xin người nhất định phải làm chủ cho tôi. Anh ta ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Vini cũng đang quỳ bên cạnh, tất cả đều do con khốn Diệp Vini này, nếu không phải tại cô ta. Tôi đã sớm mang chiếc hộp đó về, chị gái của tôi cũng sẽ không chết. Chỗ cao nhất trong đại điện, một ông lão gầy yếu, một phụ nữ trẻ trung niên, một cậu bé trông khoảng 7, 8 tuổi. Ngồi trên chỗ cao, ba người họ đều là lão tổ của nhà họ Diệp. Diệp Vini cau mày, lão tổ, lúc Diệp Mục chạy đến huyền các thì chiếc hộp đã là vật thuộc về cậu Diệp rồi. Vốn dĩ tôi đang nghĩ đến việc thực hiện một khoản giao dịch với cậu Diệp để lấy chiếc hộp về. Nào ngờ Diệp Mục lại trực tiếp ra tay, lúc này mới bị cậu Diệp chặt đứt một cánh tay. Nếu như Diệp Mục biết bài học thì chuyện này cũng xem như thôi đi. Cô ta lắc đầu, nhưng cậu ta hết lần này đến lần khác ly lạc với Diệp Giao, dẫn người đến học viện viễn cổ giết người. Diệp Giao một hơi giết chết 50 đệ tử của học viện viễn cổ trên đài võ đạo, cho nên mới rơi vào kết cục này. Diệp Mục đổ hết mọi sai lầm lên trên người tôi, quả thực là ngậm máu phun người. Cô! Trong lòng Diệp Mục nổi bùng lửa giận, nếu không phải cô thì tại sao chị của tôi lại chết được chứ? Bố mẹ của Diệp Mục vội vàng chạy đến, quỳ xuống trước. Mặt ba vị lão tổ, nghe theo ý của Diệp Vini thì con gái của tôi là tự mình tìm cái chết sao? Xin lão tổ hãy làm chủ cho chúng tôi. Diệp Vini lắc đầu, Diệp Giao đã chết, tất cả đều do chính cô ta không coi ai ra gì. Bố của Diệp Mục ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, con gái tôi đã chết mà cô còn làm nhục con bé. Con khốn, tôi giết cô. Mẹ của Diệp Mục đột nhiên nổi giận và định ra tay. Đủ rồi, ông lão gầy yếu bình tĩnh mở miệng. Mẹ của Diệp Mục sợ hãi đến mức run run, lại quỳ xuống đất lần nữa. Vừa rồi cô còn nói là chuẩn bị giao dịch lần nữa với Diệp Bắc Minh để lấy lại chiếc hộp kia. Ông lão gầy yếu cúi xuống nhìn Diệp Vini. Trong lần giao dịch đầu tiên, cậu ta đã đưa cho cô cái gì? Theo ông đây biết, thằng nhóc kia đã thắp đèn trời ở huyền các, không đến mức không có một cái giá đấy chứ. Diệp Vini có chút sửng sốt, liếc nhìn bốn phía, lão tổ, chuyện này bí mật. Xin hãy để những người khác lui ra ngoài. Bố của Diệp Mục tức giận hét lớn, làm càn, địa vị của cô là gì? Sao dám bảo tất cả chúng tôi đi ra ngoài chứ? Mẹ của Diệp Mục cũng kêu to, lão tổ, Diệp Vini nhất định có giao dịch bẩn thỉu với thằng nhóc kia. Nói không chừng hai người đã giao cấu với nhau. Bà, nói bậy nói bạ gì đó, Diệp Vini tức giận đến mức. Mặt mày xanh mét. Ông lão gầy yếu nhướng mày, không vui liếc nhìn ba mẹ Diệp Mục, tất cả mọi người lui ra. Lão tổ, hai người còn muốn nói nữa. Hử, ông lão gầy yếu đưa mắt nhìn. Hai người đều rất không cam lòng, nhưng chỉ có thể nghiến răng rời khỏi đại điện. Những người nhà họ Diệp khác cũng lần lượt rời khỏi đại điện. Mãi cho đến khi trong đại điện chỉ còn lại ông lão gầy yếu, thiếu phụ trung niên, cậu bé 7-8 tuổi. Cộng thêm Diệp Vini là 4 người. Sắc mặt của ông lão gầy yếu dịu lại, nếu bố mẹ cô còn sống thì sẽ không để cô phải chịu bất công như vậy. Diệp Giao có lỗi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, chúng tôi cũng không thể thiên vị một mình cô. Hai mắt Diệp Vini đỏ bừng, quỳ trên mặt đất, có những lời nói này của lão tổ là đủ rồi. Ông lão gầy yếu lắc đầu, thằng nhóc tên Diệp Bắc Minh kia rốt cuộc đã đưa cho cô cái gì? Lại khiến cô thực sự nói chuyện giúp cậu A như vậy. Diệp Vini hít một hơi thật sâu, Diệp Bắc Minh đã giúp tôi loại bỏ huyết long trong cơ thể. Không chỉ như vậy,
anh ta còn dạy tôi cách sử dụng huyết long. Cô nói cái gì? Ông lão gầy yếu hơi sừng sốt. Thiếu phụ trung niên và cậu bé 7-8 tuổi đứng bên cạnh cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin, Diệp Phi Ni, cô nói thật sao? Diệp Phi Ni gật đầu, tuyệt đối là thật. Nói xong, cô ta lại thực sự chủ động điều khiển con huyết long trong ngực mình. Một giây kế tiếp, gầm. Một tiếng gầm nhẹ, con huyết long lại lao ra khỏi cơ thể, bay lượn quanh cơ thể của Diệp Phi Ni. Tạch, 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 ba vị lão tổ đồng thời đứng dậy. Hít một hơi thật sâu rồi kêu lên, có phải cô đã mang theo huyết long đến cứu người nhà họ Diệp không? Không thể tưởng tượng được, thật không ngờ, người được tổ tiên tiên đoán đang đứng ngay trước mặt chúng ta. Người được tiên đoán, người được tiên đoán là thế nào? Diệp Phi Ni có chút sững sờ. Cô ta tiết lộ chuyện huyết long và nói cho ba vị lão tổ biết chuyện Diệp Bắc Minh đã cứu mình. Hoàn toàn là để giúp đỡ Diệp Bắc Minh, không ngờ lại tình cờ biết được một bí mật lớn hơn của nhà họ Diệp. Ba người liếc nhìn nhau. Bọn họ đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ cực kỳ ngưng trọng, cô không cần để ý đến chuyện này, bắt đầu từ bây giờ, cô không cần đi huyền các nữa. Sau này ở lại nhà họ Diệp luyện võ, không cần đi đâu cả. Ba người chúng tôi sẽ đích thân dạy dỗ cô. Hả? Diệp Phi Ni có được chút quan tâm mà lo sợ. Ngay cả thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ Diệp cũng không được ba vị lão tổ tự mình dạy dỗ. Diệp Phi Ni rất thông minh, lập tức hiểu vấn đề. Chuyện này nhất định có liên quan đến huyết long trong cơ thể cô ta, nhưng tất cả đều do Diệp Bắc Minh đã giúp thì cô ta mới có được như ngày hôm nay. Vậy còn cậu Diệp thì sao? Diệp Phi Ni hỏi. Thằng nhóc kia. Ông lão gầy yếu nhướng mày, người này cũng xem như đã gián tiếp giúp đỡ nhà họ Diệp một lần, mặc dù Diệp Giao đã bị cậu ta giết chết. Nhưng những chuyện kia đều phát sinh trên võ đài, Diệp Giao cũng đã giết chết 50 đệ tử của Học viện Viễn Cổ. Tôi sẽ đích thân viết một lá thư cho Học viện Viễn Cổ, chuyện này xem như kết thúc ở đây. Sau này nhà họ Diệp sẽ không bao giờ gây phiền toái cho. Lại Diệp Bắc Minh. Diệp Phi Ni mừng rỡ, cảm tạ lão tổ. Sau nửa giờ, các thành viên cấp cao của nhà họ Diệp được triệu tập trở lại đại điện. Sau khi biết được quyết định của ba vị lão tổ, ba mẹ của Diệp Giao khó có thể tiếp nhận được, lão tổ, chuyện này cứ như vậy mà quên đi sao? Giao Nhi cũng là thiên tài của gia tộc, chẳng lẽ để con bé chết vô ích như vậy? Ông lão gầy yếu bình tĩnh mở miệng, Diệp Trấn Đường, ông đang chất vấn quyết định của tôi sao? Một áp lực lớn đang tấn công tới. Bùm! Diệp Trấn Đường quỳ trên mặt đất, Trấn Đường không dám. Ông lão gầy yếu xua tay, lui ra hết đi. Các thành viên cấp cao của nhà họ Diệp lần lượt rời đi. Vừa trở về nơi ở, vợ của Diệp Trấn Đường đã ngồi dưới đất khóc lớn, con gái, con chết thật thê thảm quái. Chúng ta không có năng lực báo thù cho con, giết chết Diệp Bắc Miên Hồ. Rốt cuộc Diệp Phi Ni kia đã cho ba vị lão tổ kia uống thuốc mê nào mà lại khiến bọn họ bao che cô ta như vậy. Giao Nhi, hu hu hu, là do mẹ vô dụng, thật xin lỗi con ồ. Diệp Trấn Đường đột nhiên đập vào bàn một cái, khóc. Khóc khóc, chỉ biết khóc. Hai mắt người vợ đỏ hoe, con gái chết thảm, ông cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Ông có còn là con người không? Ông không khóc, ngay cả tôi cũng không được khóc sao? Diệp Trấn Đường nghiến răng, con gái của Diệp Trấn Đường tôi tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Diệp Bắc Minh nhất định phải chết. Còn khốn Diệp Phi Ni kia cũng đừng hòng ăn được trái ngon. Thằng nhóc kia hiện tại đang trốn trong Học viện Viễn Cổ, hơn nữa lão tổ cũng đã nói chuyện này kết thúc tại đây. Cho dù muốn giết Diệp Bắc Minh, cũng không thể làm công khai được. Trong mắt người vợ tràn đầy oán độc, mặc kệ dùng biện pháp gì, tôi cũng phải giết chết thằng nhóc kia. Diệp Trấn Đường cau mày. Đột nhiên, ánh mắt ông ta quay lại nhìn Diệp Mục, Mục Nhi. Bố! Sắc mặt Diệp Mục tái nhợt, run lên vì sợ hãi. Giọng nói của Diệp Trấn Đường trở nên lạnh như băng, rốt cuộc con và thằng nhóc kia kết thù oán như thế nào? Kể hết đầu đuôi ngọn nguồn cho bố biết. Không được phép giấu giếm lời nào. Đúng. Diệp Mục không dám chậm trễ, kể lại mọi chuyện xảy ra trong huyền các không sót một chữ nào. Sau khi nghe xong, Diệp Trấn Đường nhíu chặt lông mày. Lại, ngoài những chuyện này còn có chuyện gì khác nữa? Thằng nhóc kia còn có gì đặc biệt không? Diệp Mục hơi sừng sốt. Cẩn thận hồi tưởng. Đột nhiên, anh ta vỗ đầu một cái, con nhớ ra rồi.
thằng nhóc này vừa mới gia nhập Huyền Các thì đã thắp đèn trời trong buổi đấu giá đầu tiên mà anh ta tham dự. Hơn nữa còn công khai đi lên đài đấu giá, nói Diệp Hiểu Yên giống một người phụ nữ mà anh ta quen biết. Diệp Bắc Minh hình như gọi người phụ nữ kia là Nhược Tuyết. Căn cứ vào lời nói của người ở hiện trường đấu giá, mối quan hệ giữa Diệp Bắc Minh và người phụ nữ này tuyệt đối không tầm thường, nhất định là hồng nhan chi kỷ. Ồ, ánh mắt Diệp Trấn Đường hơi lóe lên, gọi Diệp Hiểu Yên đến đây. Ở chỗ sâu trong học viện viễn cổ. Bùm, một luồng khí cực kỳ cường đại bùng nổ. Đám người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình đều bị đánh bay. Ra ngoài, lùi lại hàng chục bước rồi mới dừng lại. Một đám trừng to đôi mắt, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh đang ngồi xếp bằng ở phía trước. Rốt cuộc trong cơ thể của thằng nhóc này có sức mạnh gì? Mấy người chúng ta cùng nhau hợp tác cũng không thể hóa giải được sức mạnh này, nhưng nhóc Diệp lại không sao. Nhiều người không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đột nhiên, bên ngoài đại điện vang lên một giọng nói, Tổng viện trưởng, lão tổ của nhà họ Diệp gửi tin đến đây. Lão tổ nhà họ Diệp. Vương Thần Cương suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một lá thư đi vào, lão tổ của nhà họ. Diệp viết ở trong thư, chuyện của Diệp giao xem như đã kết thúc. Nhà họ Diệp sẽ không gây phiền phức cho học viện viễn cổ nữa, hy vọng cũng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Mấy người yên lặng gật đầu. Còn nhà họ Phó thì sao? Phó Long Đình chết dưới tay của nhóc Diệp, đó là thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ Phó, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Kiếm Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, hừ, chúng ta cũng không sợ người nhà họ Phó. Chỉ cần nhóc Diệp còn ở học viện viễn cổ, tôi cũng không tin bọn họ dám xông vào. Giọng nói của Tân Bách Hùng trầm xuống, bọn họ không dám xông vào học viện viễn cổ, không có nghĩa là bọn họ không dám đả thương những người liên quan đến nhóc gì. Không xong. Sắc mặt Vương Thần Cương hơi thay đổi, xuất thân của nhóc Diệp là Huyền Thiên Tông, nhà họ Phó không dám xông vào học viện viễn cổ. Có lẽ bọn họ sẽ đến Huyền Thiên Tông bắt người. Phá Thiên, Tuyệt Long, các người lập tức đến Huyền Thiên Tông, dẫn những người có liên quan đến nhóc Diệp tới học viện viễn cổ đi. Được, chúng tôi lập tức đi ngay. Kiếm Phá Thiên và Trương Tuyệt Long xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã chìm sâu trong biển ý thức. Một mảnh hỗn độn, bóng tối, loạn xạ, hỗn độn. Diệp Bắc Minh cảm thấy cả người nhẹ bỗng, lang thang. Trong hỗn độn, không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, thằng nhóc, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hoàn toàn trầm luân. Diệp Bắc Minh đột nhiên bừng tỉnh, giọng nói này là Tiểu Tháp. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục có chút kích động, mẹ kiếp. Cuối cùng cũng đánh thức được cậu. Bồn Tháp còn tưởng rằng cậu thực sự sắp ngủm củ tỏi rồi chứ. Tiểu Tháp, đã xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, tối đen như mực. Vươn tay cũng không thể thấy được năm ngón tay, giống như đang ở trong hắc động. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, cậu nhớ lại một chút xem, ký ức cuối cùng ở đâu. Diệp Bắc Minh cau mày, cẩn thận nhớ lại, tôi vì cứu chấm vị sư phụ nên đã xông vào địa hỏa các. Mặc dù thân thể của sư phụ không thể giữ được, nhưng thần hồn của bọn họ đã bị thu vào bên trong nghĩa địa hỗn độn. Sau đó, tôi ăn luân hồi tái tạo đan. Dược lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa xong, nếu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ phải sớm rời khỏi. Sau khi tôi chém chết Diệp Giao, té xỉu trên đài võ đạo. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng may mắn lắm, thần hồn của cậu cũng không bị tổn hại. Trí nhớ cũng không bị chịu ảnh hưởng. Diệp Bắc Minh nghi ngờ, đây là nơi nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục còn chưa kịp trả lời, một luồng sát khí cực kỳ kinh khủng đã ập đến. Xoẹt! Hỗn độn bị chém ra một vệt máu, suýt chút nữa lướt qua da đầu của Diệp Bắc Minh. Nếu không phải Diệp Bắc Minh phản ứng kịp thời, nhanh chóng né tránh một kiếm này thì chỉ sợ anh đã chết ngay tại chỗ. Thật là một luồng sát khí mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc quay đầu lại. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang cầm một thanh kiếm đẫm máu đứng đó. Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt của người này, đồng tử của Diệp Bắc Minh co rúm lại, sát sư phụ, tại sao lại là ông? Người trước mặt chính là vua tàn sát. Mặc dù nhìn chỉ khoảng 30 tuổi nhưng lại trẻ hơn so. Với vua tàn sát mà Diệp Bắc Minh đã quen biết. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt và ngoại hình đều giống hệt vua tàn sát. Điểm khác biệt duy nhất chính là...
vụ tàn sát trước mặt trẻ hơn rất nhiều so với sát sư phụ mà Diệp Bắc Minh biết. Xoẹt. Một giây tiếp theo, trước khi chờ Diệp Bắc Minh kịp phản ứng lại, một luồng sát khí cường đại lại ập đến. Sát ý động lại, luồng khí hỗn độn xung quanh dường như đều ngưng chuyển động. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại, sư phụ, con là Bắc Minh. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, thằng nhóc, người này sư phụ của cậu nhưng cũng không phải là sư phụ của cậu. Tiểu Tháp, có ý gì đây? Diệp Bắc Minh vừa tránh né đòn tấn công của vua tàn sát vừa ngạc nhiên hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, mới vừa rồi tôi cũng không nói rõ ràng với cậu, sau khi cậu uống luân hồi tái tạo đan. Sức mạnh của đan dược nên được luyện hóa ngay lập tức, bởi vì cậu đã ngừng luyện hóa dược lực giữa chừng. Nó đã khiến cho sức mạnh luân hồi ở bên trong cơ thể cậu thay đổi, do đó ảnh hưởng đến tiềm thức của cậu. Ông có ý gì? Mau nói tiếng người đi. Diệp Bắc Minh khế quát một tiếng, tránh né luồng sát khí chết chóc đang tấn công đến. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói trắng ra thì vua tàn sát sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì sức mạnh luân hồi. Lực lượng luân hồi sử dụng tiềm thức của cậu khiến vua tàn sát xuất hiện trở lại trong biển ý thức của cậu. Diệp Bắc Minh đột nhiên bừng tỉnh, đây chính là ngoại hình lúc trẻ của sát sư phụ của tôi sao? Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu, thằng nhóc, mặc dù đây là biển ý thức của cậu. Nhưng bổn tháp phải nhắc nhở cậu một câu, nếu như cậu bị chính tiềm thức của mình giết chết. Thì sau đó lực lượng luân hồi sẽ thay thế cậu vĩnh viễn sẽ chết đi. Mẹ kiếp, khóe miệng Diệp Bắc Minh co giật, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nếu ông không phải sư phụ tôi thì không cần thủ hạ lưu tình gì cả. Sư phụ, để đồ nhi nhìn xem khi ông còn trẻ thì có thể đấu với tôi một trận hay không. Một tiếng gầm dài, trên người của Diệp Bắc Minh cũng bộc phát ra sát khí. Vua tàn sát nhìn thấy cảnh này thì cầm thanh trường kiếm đâm máu trong tay đánh tới. Máu trong cơ thể Diệp Bắc Minh sôi trào. Lại có thể đánh một trận với sư phụ của mình thật sảng khoái. Với một luồng suy nghĩ, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay. Diệp Bắc Minh dùng kiếm chém về phía trước, một tiếng keng lớn vang lên. Vua tàn sát bay ngược ra ngoài, thanh kiếm trong tay hơi run lên. Diệp Bắc Minh hơi sửng sốt một chút, sư phụ của tôi ở thời kỳ đỉnh cao lại yếu đuối như vậy sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trêu chọc, không phải sư phụ của cậu quá yếu, mà là cậu quá mạnh mất. Sư phụ của cậu vào lúc 30 tuổi căn bản không phải đối thủ của cậu hiện tại. Lúc này, vua tàn sát lại xông đến một lần nữa. Diệp Bắc Minh dùng kiếm chém xuống, một luồng sát khí cường đại hơn bùng nổi. Bùm! Vua tàn sát nổ tung ầm ầm, hoàn toàn biến mất. Diệp Bắc Minh hỏi, giết sư phụ sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đây là sức mạnh luân hồi ở bên trong cơ thể cậu biến thành người, giết sư phụ cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến việc giết chết sát sư phụ. Vậy thì tôi an tâm dễ. Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng vào lúc này, thân ảnh thứ hai xuất hiện. Đây là một người đàn ông trung niên. Ở sau lưng ông ta, mấy chục ngàn thần kiếm vàng chìm nổi, dưới sự điều khiển của người đàn ông trung niên, chúng hóa thành một cơn mưa kiếm tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Kiếm chủ bất diệt. Lại một người khác đến. Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu, tiểu tháp, đang xảy ra chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhìn tình huống này, xem ra cả trăm vị sư phụ của cậu đều sẽ xuất hiện một lần. Chúc cậu may mắn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bất diệt sư phụ, xin lỗi. Chiêu thức vạn kiếm quy tông này của sư phụ, đồ nhi đúng lúc có thể phá giải. Vừa dứt lời, anh đã rút kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay ran. Một con huyết long bộc phát. Gầm. Con rồng gầm lên. Khoảnh khắc mấy chục ngàn thanh phi kiếm màu vàng chạm vào con huyết long. Giống như băng tuyết thấy ánh mặt trời, toàn bộ đều tan chảy. Diệp Bắc Minh cười nói, bất diệt sư phụ, tôi thăng rồi. Thân ảnh của kiếm chủ bất diệt mờ dần rồi biến mất. Một giây tiếp theo. Gầm. Một tiếng rồng gầm giống như sóng thần vang lên, một người đàn ông cưỡi một con rồng vàng và mặc áo giáp vàng. Xuất hiện. Long huyết chiến thần, xuất hiện. Huyền Thiên Tông. Chết tiệt, chúng ta lại đến trễ. Phó Toàn Thịnh đứng trong đại điện của Huyền Thiên Tông, dùng một cú đấm đánh nát ghế thủ lĩnh của Huyền Thiên. Tông. Sắc mặt tức giận đến mức xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất điều tra thân thế của Diệp. Bắc Minh,
cuối cùng kết luận rằng anh đến từ Huyền Thiên Tông. Người thân và bạn bè đều ở trong Huyền Thiên Tông. Sau đó ông ta hùng hổ dẫn theo người nhà họ Phó đến đây. Không ngờ Huyền Thiên Tông lại trống trơn. Sau khi bắt được một người qua đường mới biết được sáng nay toàn bộ Huyền Thiên Tông đều đã giải tán, tất cả các đệ tử đều rời đi. Đệt, nhất định là những kẻ đến từ học viện viễn cổ. Phó Toàn Thịnh nổi trận lôi đình, chúng ta đã tới trễ, chết tiệt. Anh Phó, tức giận như vậy làm gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên ngoài, nếu thằng nhóc kia đang trốn ở học viện viễn cổ không ra ngoài thì sao chúng ta không nghĩ cách để cậu ta tự mình đi ra ngoài? Ai? Sắc mặt Phó Toàn Thịnh trở nên u ám. Nhìn về phía cửa đại điện, Diệp Trấn Đường. Diệp Trấn Đường lạnh lùng gật đầu, là tôi, Diệp Bắc Minh đã giết con gái tôi. Tôi cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Huyền Thiên Tông, không ngờ vẫn đến chậm một bước. Phó Toàn Thịnh nhìn chăm chăm ông ta, lời ông vừa nói là có ý gì? Diệp Trấn Đường cũng không vòng vo, nhà họ Diệp chúng tôi có một cô gái, dung mạo giống hết một hồng nhan tri kỷ của Diệp Bách Minh. Cô ta nguyện ý giúp chúng ta dụ Diệp Bách Minh rời khỏi học viện viễn cổi. Phó Toàn Thịnh cau mày, ý kiến của ông cũng khá hay, nhưng thằng nhóc này có bị mắc mưu hay không? Diệp Trấn Đường bật cười thần bí, vậy phải xem chúng ta dùng biện pháp gì. Nhưng mà anh Phó, tin tức của ông thật sự không nhạy. Ý của ông là gì? Giọng điệu của Phó Toàn Thịnh lạnh như băng. Diệp Trấn Đường cười hắc hắc, dẫn tới. Hai ông lão nhà họ Diệp bước vào đại điện, tiện tay ném một người phụ nữ dính đầy máu xuống đất. Cô ta tên là Thẩm Nại Tuyết, là thánh nữ của một tông môn tên là Băng Cực Cung. Chúng tôi đã thăm dò kỹ lưỡng mối phát hiện được cô ta có chút quan hệ với Diệp Bắc Minh. Băng Cực Cung, Phó Toàn Thịnh nhướng mày. Yên tâm đi, tông môn này đã bị chúng tôi tiêu diệt, bây giờ chỉ còn lại một người sống sót, Diệp Trấn Đường lắc đầu. Nếu như Diệp Bắc Minh không ra, chúng ta sẽ mang đầu của cô ta đưa đến học viện viễn cổi. Thẩm Nại Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy tia tơ máu, các người. Chết không được yên thân. Diệp Trấn Đường cười lạnh, đáng tiếc, người sắp chết chính là cô. Trước hết cứ chặt đứt một cánh tay của cô ta rồi đưa đến học viện viễn cổ đi. Nói với Diệp Bắc Minh, 3 ngày sau, Diệp Trấn Đường tôi sẽ chờ cậu ta ở trên đoạn hồn đài. Nếu như cậu ta không đến thì tôi sẽ dùng cô gái tên Hạ Nhược Tuyết kia để bái tế linh hồn con gái tôi trên trời. Tôi sẽ tự tay chém chết người phụ nữ của cậu ta cứ làm con rùa đen rút đầu ở học viện viễn cổ cả đời đi. Con người của Phó Toàn Thịnh co rụt lại, ông muốn lên đoạn hồn đài. Ông bị điên rồi sao? Chỉ cần có một người chết trên đoạn hồn đài thì thần hồn sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Nếu không hai người đều không có cách nào xuống đoạn hồn đài, không cần điên cuồng như vậy chứ. Mí mắt Phó Toàn Thịnh giật mạnh, lỡ như ông. Không có lỡ như. Vẻ mặt Diệp Trấn Đường đầy điên cuồng, thằng nhóc này hành hạ con gái tôi đến chết, tuyệt đối không thể để cho. Cậu ta sống tốt. Ở sâu trong biển ý thức của Diệp Bắc Minh, trăm vị sư phụ lần lượt xuất hiện, đánh với Diệp Bách Minh một trận. Cửu Tiêu, Đồ Long. Khi anh quát to một tiếng, chuyển hóa lực lượng luân hồi để đánh tung Long Đế. Cuối cùng toàn bộ biển ý thức đã an tĩnh lại. Đột nhiên, một lực lượng hùng hậu ngưng tụ về phía cơ thể Diệp Bắc Minh. Chỉ trong chốc lát, tất cả thần thông và thiên phú của trăm vị sư phụ đều dung nhập vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Đây là... Cả người Diệp Bắc Minh run lên, ánh mắt trở nên cực kỳ thanh tịnh. Giọng nói kích động của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, chúc mừng. Bây giờ cậu đã dung hợp tất cả thiên phú của trăm vị sư phụ, mau hấp thu lực lượng luân hồi đi. Cuối cùng bản tháp cũng được chứng kiến thiên tài số 1 vạn cổ ra đời rồi. Bên trong đại điện, đây chính là tình hình của nhóc Diệp, cậu ấy vẫn luôn hôn mê. Vương Thần Cương lắc đầu. Nếu như Diệp Bắc Minh mở to mắt, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Hoa Linh Lung biết được nhà họ Phó có thể sẽ đối phó với Huyền Thiên Tông, biết Huyền Thiên Tông căn bản không có khả năng chống đỡ được lửa giận của nhà họ Phó. Cho nên đã dứt khoát giải tán Huyền Thiên Tông. Mấy người cùng nhau đi đến học viện viễn cổ. Tiểu sư đệ, cậu Diệp, mấy người đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh, gọi tên anh. Diệp Bắc Minh vẫn nhắm mắt như cũ. Cứ như không nghe thấy được vậy. Lạc Khuynh Thành không nhìn được vươn tay ra chạm vào mặt Diệp Bắc Minh. Ầm, một lực lượng cường đại đánh tới, khiến Lạc Khuynh Thành phun một ngụm máu tươi bay ra ngoài.
trong đôi mắt đẹp của cô ấy toàn là vẻ kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Chu Nhược Giai đi tới, đại sư tỷ, khuyên giải thích cho chị biết. Trong cơ thể của Bắc Minh có một sức mạnh cực kỳ khủng bố, có thể khiến anh ấy nổ tung mà chết bất cứ lúc nào. Cái gì? Lạc Khuynh Thành biến sắc. Hầu tử vô cùng gấp gáp, các vị tiền bối, mọi người đều là cao nhân cảnh giới đế tôn. Chẳng lẽ mấy người cũng không có cách nào cứu người anh em của tôi sao? Mấy người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình liếc nhìn nhau. Tất cả đều lắc đầu. Tân Bách Hùng nói, tất cả những gì có thể làm bây giờ đều là dựa vào chính cậu ấy, chúng tôi không biết lực lượng này từ đâu mà đến. Cũng không biết giải trừ lực lượng này như thế nào, chỉ có thể xem số phận của cậu nhóc này thôi. Trái tim của mọi người như chìm đến đáy cốc. Đột nhiên, báo, một âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh. Chuyện gì? Vương Thần Cương quay đầu. Bên ngoài đại điện truyền đến một giọng nói, báo cáo Tổng Viện Trưởng, Diệp Trấn Đường nhà họ Diệp đưa tới một bức thư khiêu chiến. Hẹn cậu Diệp giữa trưa 3 ngày sau, đánh một trận trên đoạn hồn đài. Diệp Trấn Đường còn nói, nếu như cậu Diệp không đến, bọn họ sẽ giết một người phụ nữ tên là Hạ Nhược Tuyết. Cô Hạ, mấy người Lạc Khuynh Thành, Chu Nhược Giai, Hầu Tử, Long Khuynh Vũ đều biến sắc. Bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng nói, Diệp Trấn Đường còn cho người đưa tới một cái hộp. Mang lên đây ngay. Vương Thần Cương nghiêm túc nói. Một người đàn ông trung niên đi vào đại điện, rất cung kính để một cái hộp dưới đất. Sau khi mở ra xem. A, à, Chu Nhược Giai bịt chặt miệng lại. Cái này, đôi mắt đẹp của Long Khuynh Vũ co vào một chút. Hầu tử chửi ầm lên, địch, cái này không phải là cánh tay của cô Hạ đấy chứ. Trong hộp đặt một cánh tay vô cùng mịn màng, hoàn mỹ không một tì vết. Không có một tì vết, nhưng ở phần cuối cánh tay lại đầm đìa máu me. Giống như bị người ta kéo mạnh xuống, có thể thấy rõ cả cơ bắp và xương trắng. Lạc Khuynh Thành vội vàng đưa tay ra thu cánh tay kia lại. Sắc mặt Vương Thần Cương cực kỳ khó coi, không phải nhà họ Diệp đã nói sẽ dừng ở đây sao? Rốt cuộc Diệp Trấn Đường bị làm sao vậy? Thế mà lại ước chiến trên đoạn hồn đài với nhóc Diệp. Nhìn thấy sắc mặt mấy người Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng, Phong Tuyệt Tình không quá thích hợp. Lạc Khuynh Thành nhướng mày, tiền bối, đoạn hồn đài làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Vương Thần Cương giải thích, đoạn hồn đài nằm ở thành Thiên Dung, nó vô cùng đặc biệt. Nghe nói đây là một đài võ đạo rơi từ trên thần giới xuống, chỉ cần có võ giả dám lên đó chiến đấu. Lập tức sẽ bị lực lượng bên trên đoạn hồn đài phong tỏa, trong hai người ắt có một người tử vong. Hơn nữa còn phải câu diệt thần hồn, đoạn hồn đài mới có thể để người sống rời đi. Long Khuynh Vũ bịt chặt miệng. Vậy chẳng phải là chỉ cần đi lên đoạn hồn đài thì chắc chắn sẽ có một người phải chết sao? Không sai. Vương Thần Cương gật đầu, hơn nữa đoạn hồn đài có thể ngăn cách ngoại lực, nói cách khác, bất kỳ thủ đoạn nào. Cũng đều vô dụng ở trên đoạn hồn đài. Chỉ có thể dùng lực lượng của chính bản thân mình đánh bại đối thủ mới được. Mặc dù thực lực của nhóc Diệp rất mạnh, nhưng Lão Phu đã sớm nhìn ra chắc hẳn cậu ấy có không ít thủ đoạn. Nếu như đi lên đoạn hồn đài, tương đương với việc dùng tay không vật lộn với Diệp Trấn Đường cảnh giới đế tôn. Hầu tử giận dữ mắng một tiếng, địch, tên khốn kiếp tên Diệp Trấn Đường này đúng là không biết xấu hổ. Cảnh giới đế tôn khiêu chiến cậu Diệp, sao ông ta có thể nói ra được chứ? Lạc Khuynh Thành suy nghĩ một chút, lại nhìn Diệp Bắc Minh một chút. Sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ, cô ấy bỗng nhiên mở miệng, nếu như tiểu sư đệ tỉnh trong 3 ngày. Bất kỳ người nào cũng không thể nói cho cậu ấy biết về chuyện đoạn hồn đài. Hả? Hầu tử sững sờ. Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly cũng kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Chu Nhược Giai nói, đại sư tỷ, vậy chẳng phải là cô Hạ? Sẽ. Lạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm Chu Nhược Giai, lắc đầu, Hạ Nhược Tuyết có thể chết, nhưng tiểu sư đệ tôi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Chuyện này. Chu Nhược Giai còn muốn nói tiếp. Đủ rồi. Lạc Khuynh Thành lập tức ngắt lời cô ấy, sau đó nhìn về phía Vương Thần Cương, tiền bối, xin hãy mời những người khác rời khỏi nơi đây. Từ giờ trở đi, tôi không hy vọng có bất kỳ người tiến vào đại điện này ảnh hưởng đến tiểu sư đệ tôi. Vương Thần Cương nhìn Lạc Khuynh Thành một cái thật sâu, được rồi. Sau khi đám người rời đi, Lạc Khuynh Thành ném ra một câu, hầu tử,
cậu ở lại. Hả, được. Hầu tử sửng sốt một chút, ở lại. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, hầu tử nhướng mày, đại sư tỷ, chúng ta thật sự mặc kệ cô Hạ ư? Mặc dù cậu Diệp đến đoạn hồn đài sẽ rất nguy hiểm, nhưng dựa theo tính cách của anh ấy. Nhỡ may cô Hạ thật sự gặp nguy hiểm gì, anh ấy sẽ không thể không quan tâm. Nếu như chúng ta giấu giếm anh ấy, chỉ sợ về sau tôi sẽ không được làm huynh đệ với anh ấy nữa. Nói đến đây, hầu tử lách đầu. Lạc Khuynh Thành nhìn hầu tử con mắt, hầu tử, nếu như tiểu sư đệ không dựa vào ngoại lực. Ở trên đoạn hồn đài, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ là đối thủ của cảnh giới đế tôn sao? Chuyện này, hầu tử có chút do dự. Mặc dù trong suốt những ngày tháng đi cùng với Diệp Bắc Minh, đã thấy anh sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nhưng nếu bảo anh không dựa vào ngoại lực giết một người ở cảnh giới đế tôn trên đoạn hồn đài. Cái này có khác gì chịu chết đâu. Anh ta lắc đầu, tương đương với chịu chết. Cậu biết thì tốt rồi. Lạc Khuynh Thành cần đôi môi đỏ một chút, tôi không có khả năng để tiểu sư đệ đi chịu chết được. Cho nên, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Nếu như trong vòng 3 ngày mà tiểu sư đệ tỉnh lại, cậu nhất định phải ngăn cản cậu ấy đến khi chuyện ở đoạn hồn. Đài kết thúc. Nếu như không tỉnh thì càng tốt hơn, tôi tin tưởng tiểu sư đệ nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Hầu tử cảm thấy có chút không thích hợp, đại sư tỷ, vậy còn chị thì sao? Tôi, Lạc Khuynh Thành mỉm cười, tiểu sư đệ đã như vậy rồi, đương nhiên là tôi phải đi tìm biện pháp để cậu ấy tỉnh lại. Ồ, hầu tử như có điều suy nghĩ gật đầu. Lạc Khuynh Thành bổ sung một câu, được rồi, bây giờ chỗ này giao cho cậu đấy. Nhớ kỹ lời của tôi. Được, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hầu tử. Lạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bắc Minh một cái cuối cùng, giống như muốn in sâu anh vào trong đầu vậy. Sau đó cô ấy quay người rời đi ra khỏi đại điện. Đám người Hoa Linh Lung, Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ, Lê Mộng Ly, Mạc Phong Hành, Mạc Đình Đình nghiêm túc nhìn Lạc Khuynh Thành. Mọi người đều biết Lạc Khuynh Thành là đại sư tỷ của Diệp Bắc Minh, cho nên vừa rồi mới không phản bác cô ấy. Thân là vị hôn thê của Diệp Bắc Minh, Chu Nhược Giai biết tính cách của anh. Cô ấy hít sâu một hơi, đại sư tỷ, thật sự mặc kệ cô Hạ sao? Lạc Khuynh Thành không chút cảm xúc, Nhược Giai, còn muốn chị lặp lại lời vừa rồi một lần nữa sao? Thế nhưng, Chu Nhược Giai còn muốn nói tiếp cái gì đó, lại bị Lạc Khuynh Thành trực tiếp ngắt lời. Cô ấy nhìn lướt qua Long Khuynh Vũ, mời cô Long đi theo tôi một chút, tôi có việc muốn nói với cô. Long Khuynh Vũ có chút bất ngờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Hai người đi tới một nơi không người, Lạc Khuynh Thành trực tiếp mở miệng, cô Long, lần trước cô nói trong tay cô có một viên bạo huyết đan đúng không? Khuynh Thành cả gan xin cô Long ban thưởng đan. Long Khuynh Vũ giật nảy mình, bạo huyết đan, cô muốn vật này làm cái gì? Bạo huyết đan. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.